hôm nay chúng ta học bữa cuối rồi cả tuần sau thì chúng ta không có buổi giảng nào hết. Và hôm nay chúng ta sẽ học cùng một lúc là hai kinh. Cái kinh thứ nhất là kinh kinh Đại Điển Tôn. Kinh Đại Điển Tôn. Đại Điển Tôn là cái chữ Đại Điển Tôn có nghĩa là con bò chúa nha. Cái chữ Go Go Vinh Đá, Go Ma là lớn ha, Ma là lớn. Mà Go Vinh Đá là cái con bò chúa hay là cái con bò đầu đàn, đây là cái tên người thôi. Nhưng mà mình biết tức là chữ Go, chữ Gao Vác ha, tức là chữ Gao Vác. Gao Vác rồi cộng với In Đá. In Đá là mình mở ngoặc lên thì tức là chúa hoặc là trâm. Gao Vác là con bò, hay Gao Vác là con bò. Là con bò. Gao Vác. Mà theo cái luật của Pali đó thì cái chữ áo vá đó nó bằng cái chữ ô. Áo vá bằng ô. Thì bài kinh này thì thấy dài nhưng mà nội dung nó ngắn như thế này. Là lần đó có một cái vị trời, một vị thiên tử nhưng mà thuộc bên cái chủng loại Càn Thác Bà nha, đàn ca hát sướng rất là giỏi. Thì vị này đã đến lễ Phật, lễ Phật như chúng ta thấy đến cái núi Linh Thứ để mà lễ Phật và kể hầu ngài một cái câu chuyện cũ xảy ra trong một cái lần pháp hội trên cõi Đao Lợi. Thì trong trong này các vị nào có đọc kinh Đế Thích Sở Vấn của Trường Bộ Kinh, hoặc là các vị có từng đọc qua cái bài viết của chúng tôi có cái tựa đề là Bản Trường Bảy Bản Tình Ca Duy Nhất trong kinh điển Pali, thì có lẽ các vị còn nhớ cái nhân vật này. Tức là vào cái thời Đức Thế trong cái thời Thế Tôn mới vừa thành đạo á, thì chưa kịp đi hoằng pháp, công thân một mình, chưa có học trò đệ tử gì hết. Thì cái ông Pajasika này lúc đó ông đã đến, ông lễ Phật và ông ôm một cái cây đàn. Cái đàn bằng cái gỗ Peluva, bữa hôm mình đã học rồi, đó là tên một cái loại gỗ danh mộc đó. Thì ông ôm cái đàn gỗ Peluva ông đến, ông hát cúng dường Đức Phật. Mà cái nội dung bài hát đó là những cái lời nhắn gửi của ổng cho một cái người tình mà ổng rất là thương, đó là cái cô Suriwachasa. Con gái của vua Càn Thác Bà Timparu. Mình thương người ta mà người ta không có thương lại, mà người ta lại đem lòng yêu một cái người khác. Tức là cái cô này cũng yêu con trai của thiên tử Matali. Matali là cái người đánh xe cho thiên vương Đế Thích. Đời đời nó trớ trêu như vậy đó. Tức là Panchasika này nó có cái tên Pancha là năm, mà Sika tức là cái chỏm hay là cái chóp. Tức là đời xưa đó, là trong một cái tiền kiếp thời giáo pháp Đức Phật Ca Diếp, thì Panchasika là một đứa bé một đồng mà có cái tâm lạ lắm, có cái tâm lành, đi chăn bò chăn dê cho người ta vậy đó ha. Mà rủ bè rủ bạn đi, thấy đường hư thì sửa, thấy cầu gãy thì dựng lại, rồi thấy người cơ nhỡ già cả neo đơn thì giúp này giúp kia. Giúp được gì thì giúp, người bệnh người đói người già cho nó giúp,
chân bò mà có cái lòng vậy đó, lòng hào sảng vị tha, nhưng mà rồi làm lòng làm như vậy nhưng mà yểu mềm, và khi chết rồi cái tánh ham chơi vẫn còn đó, cho nên về trời đó, sinh vào cái chủng loại Cạt Thác Bà đó, thì cũng xuất hiện trong một cái hình dáng của một cái vị tiên đồng, hình dáng vị tiên đồng, và cả đời như vậy đó, bao nhiêu triệu năm trôi qua thì vẫn sống ở trong cái hình dáng của một tiên đồng, có nghĩa là một ông tiên mà tiên nhị tiên mà tiên 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 thiếu nhi đấy, tiên thiếu nhi, anh đầu có năm cái búi tóc gọi là tóc đào đó, năm cái búi tóc năm chỏm đó, gọi là tóc nó nói là 3/4 do tuần, mà chỉ riêng cái vàng ngọc châu báu mà trên người mà đeo đó thì phải nói con mà hàng ngàn tấn lớn lắm, đẹp như vậy đó mà có điều trẻ con, rồi đem lòng thương con trai của ông Matali. Rồi thế là cái vị này buồn tình mới sáng tác ra cái bài hát mà có nội dung đại khái nó là giống như cái người tu mà tìm đến mà tha thiết cái đạo giải thoát như thế nào thì ta cũng nhớ thương người mà khát khao niết bàn thì ta cũng khát khao cái tình yêu của nàng. Và mai này khi Thế Tôn lên đường hoằng pháp thì chắc chắn cái thánh chúng của thì vua Đế Thích mới xuống hầu Phật, sợ mà trước cái chết thì đi cũng sợ, ai cũng sợ biết chết rồi đi về đâu, thì vua mới cùng với Panchasikha này xuống trần gặp Phật. Lúc đó đêm đó ngày đang ở trong một cái hang núi, thì vì cái lòng tôn kính Thế Tôn cho nên Đế Thích không có dám trực tiếp đi thẳng tới mà kêu Panchasikha đi vô trước và xin phép Đức Phật. Thì khi gặp Thế Tôn rồi thì Panchasikha mới nhắc lại chuyện xưa, nhắc lại ngày ngày đó, đó trong thời gian của chư thiên này không bao nhiêu hết á, nhưng mà trong thời gian nhân loại cũng hơi lâu, cũng nhiều năm. Nói ngày xưa khi Thế Tôn mới thành đạo gốc Bồ Đề, cũng có đến con hát, cũng cúng dường Thế Tôn cái bài hát như là vừa nãy, hồi nãy cũng mới hát xong. Thì khi mà ông hát lại bài hát đó lần nữa thì Đức Phật hỏi: người học ở đâu vậy, người học ở đâu, ai dạy cho người cái bài hát mà nó có nội dung mà vừa đời vừa đạo vừa trầm lưng mà nó vừa giải thoát như vậy? Thì ông nói: dạ cái đó là do con thương Phật, con kính Phật, thì con rồi cộng với cái nỗi thất tình thì con cộng ghép lại rồi con ra bài hát đó thôi. Thì bạch Thế Tôn, đêm nay là Thiên Vương Đế Thích muốn hầu Thế Tôn mà sai con đến thưa bạch Thế Tôn xin phép trước. Thì Đức Phật ngày cho phép. Thì Thiên Vương Đế Thích lúc đó mới đi vào thì hỏi đạo Đức Phật, và Đức Phật giảng xong cái bài kinh đó, là bài kinh Đế Thích Sở Vấn, chúng ta sẽ học trong thời gian sắp tới đây. Thì sau khi nghe xong thì Thiên Vương Đế Thích chết tại chỗ, cái tuổi thọ nó đến lúc nó mãn rồi thì chết tại chỗ và tái sinh trở lại làm Thiên Vương Đế Thích trong một cái hình hài mới. Nhưng mà khổ một nỗi đó là ở trên cõi trời đó, một cái vị trời mà sống mãn kiếp rồi đó, hay là mới vừa lên trên đó, thì hình dáng giống nhau y chang, không có già đi, không có trẻ hơn mà cũng không có già đi. Cho nên cái vị niệm chết rồi tái sinh trở lại trong cái cương vị Đế Thích ngay trước mặt Đức Phật, cái chuyện đó chỉ có hai người biết thôi, đó là Thế Tôn và bản thân vua trời Đế Thích. Lúc đó thì vua Đế Thích đã chứng quả dự lưu rồi. Thì vua để cảm kích cái tâm cái ơn của Panchasikha đã tiến dẫn mình á, đã xin phép cho mình vào hầu Phật bữa đó đó, thì vua Thiên Vương có hứa
là vua sẽ bằng vào cái uy tín và người có quyền lực của mình đó, vua sẽ can thiệp cho Panchasika được cưới Suriyotasa như là một cách trả ơn vậy. Như vậy thì bắt đầu bài kinh nó có nói đến một cái nhân vật gọi là Panchasika, thì tôi điểm sơ cho bà con nghe. Panchasika thì đêm nay trên núi Linh Thứ, mà sau này Tàu gọi là Linh Sơn, bởi vì Linh Thứ chữ thú nghĩa là con gì ta, con kênh kênh á, thì không có sang nha, không có sang thì tiếng tiếng Mỹ thì gọi là Vulture Peak, là cái đỉnh núi, cái đỉnh núi của con kênh kênh. Nhưng mà bên Tàu dịch thấy cái để chữ thú nghe không có sang, cho nên là sửa thành Linh Sơn, cái ngọn núi linh thiêng vậy thôi, ngọn Linh Sơn. Tính là núi Linh Thú đó. Thì đêm nay ở trên núi Linh Thú đó thì Panchasika xuống lễ Phật và kể hầu ngài một cái câu chuyện đã xảy ra trong một cái kỳ pháp hội trên cõi Đao Lợi mà mình có mặt. Thì trong cái buổi pháp hội đó đó thì có tứ thiên vương của tứ thiên vương đi lên cũng góp mặt ở đó, rồi Đế Thích, có nghĩa là chư thiên ở hai cõi dục thiên thấp nhất đã họp mặt nhau. Và ở trong cái của pháp hội đó, đó thì như hôm qua chúng tôi nói đấy, tức là chư thiên á, mỗi tháng đều có những cái ngày thuyết pháp, thường là 8 ngày mà ai thuyết pháp. Một là các vị Phạm Thiên nào đó hay là Đế Thích, hay là một cái vị thiên tử nào đó, một tỷ kheo nào đó từ cõi người ha, trong mỗi người phải thêm cái này nữa coi, 8 ngày ha, 8 ngày trong mỗi tháng, 8 ngày trong mỗi tháng có chứ gì cơ, 8 ngày trong mỗi tháng. Thì họ họp lại đấy mà họ thuyết pháp. Ví dụ như cái thời cái đó giáo pháp còn, cái thời đó giáo pháp còn á, thì có thể có những cái vị tỳ kheo dưới đây lên như ngày một kiện liên chẳng hạn. Nhưng mà trường hợp như không có thời, không có giáo pháp thì có thể Phạm Thiên hay Đế Thích, một thiên tử nào đó từ có để mà thuyết pháp. Thì trong cái buổi pháp thoại đó thì có một có Đế Thích là người thuyết giảng. Thì Đế Thích mới giảng cho chư thiên nghe về 8 cái pháp đặc biệt của Đức Phật. Số 1 Đức Như Lai sống với cái lòng thương đời. Rồi cái số 2, là cái nội dung chánh pháp được Thế Tôn thuyết giảng đó, hội đủ chống trái nhau. Số 5 á, là thầy trò là một dòng chảy không phân biệt. Không chia lìa. Số 6 á, là Phật
được kính lễ cúng dường Phật, nhận cúng lễ và kính lễ cúng dường, Phật nhận kính lễ cúng dường hả, với tâm buông buông bỏ. Rồi số 7 nói và làm đi đôi. Số 8 á, lời dạy hiện tại của Ngài nhất quán với truyền thống chánh pháp ba đời. Bản thân Ngài không còn chút gì nghi hoặc về điều mình làm và nói. Cái này khó. Thí dụ như hôm nay một cái vị pháp sư mà giỗi gì thì giỗi thì cũng có một chỗ kẹt, thí dụ như mình chưa đắc cái đó là mình không biết. Hoặc là như ngài Sa Lợi Phất á, có một lần đó ngài tán thán vị Phật, nó bạch Thế Tôn, có nghĩ rằng trong quá khứ và trong tương lai, trong quá khứ và trong tương lai không bao giờ có một cái vị nào mà vĩ đại hơn Thế Tôn, nhiều lắm là bằng thôi chứ không thể nào hơn được. Thì Đức Phật ngài hỏi ngược lại, ngài hỏi rằng Xá Lợi Phất có biết gì về giới định tuệ và sự giải thoát của chư Phật trong ba đời mười phương hay không? Mà Xá Lợi Phất nói như vậy thì ngài sẽ nói dạ, trong cái cảnh giới chư Phật thì con không có khả năng biết được, con chỉ biết cái truyền thống chung của chư Phật, những cái nét lớn của chư Phật đó là điều hành trì bốn niệm xứ mà thành đạo, con chỉ biết vậy thôi. Con chỉ biết cái nét lớn của chư Phật, con biết cái truyền thống căn bản của chư Phật như vậy thôi. Có nghĩa là ngài Sa Phật cũng có cái chỗ không biết, nhưng mà riêng về Đức Phật, nói riêng về chư Phật ba đời nói chung đó, thì các ngài hoàn toàn không có cái chỗ nào mà không biết. Và trong kinh còn ghi rõ là có những cái tình huống mà Đức Phật ngài suy nghĩ rằng khi mà gặp cái hoàn cảnh này đó thì chư Phật quá khứ đã làm sao, có vị nào gặp hoàn cảnh giống như thế này chưa, và trong trường hợp đó thì chư Phật đã làm sao. Ngài suy nghĩ như vậy không phải là ngài không biết, nhưng mà đó là cái truyền thống của chư Phật. Cái chữ Tathagata là Như Lai, có nghĩa là đến với cuộc đời này và rời khỏi cuộc đời này theo cái cách của chư Phật ba đời luôn luôn giống nhau, không có khác, hoàn toàn không có nghi hoặc. Và chính vì ngài hoàn toàn không có còn cái điểm gì nghi ngờ hoang mang nữa hết, cho nên cái lời dạy của ngài hoàn toàn là nhất quán, là xuyên suốt, trùng khớp với cái chánh pháp ba đời mười phương, không có khác nha. Thì ở đây là tám cái pháp gọi là, ở đây trong đây cái bản tiếng Việt trong ngày Minh Châu mà dịch là 48 pháp như thật đó. Thì cái thứ nhất ấy, là cái điều thứ nhất gọi là pháp như thật đầu tiên đó, là không có thể chối bỏ, ai mà chối phủ cải phủ nhận được, tức là cái sự có mặt của Đức Thế Tôn trong cái thế gian này hoàn toàn là vì cái lòng đại bi. Chúng ta biết rồi, ở trong chú giải có ghi rõ chỗ này, mà tại đây chúng tôi chỉ nói sơ, trong chú giải có ghi rõ là Thế Tôn từ cái thời mà gọi là sơ phát Bồ Đề Tâm, thì ngài trong các cái tấm thân sanh tử, dù là voi, là rồng, là con người, thì trong mọi cái hình thức tái sinh
Ngài gọi là thường xuyên hy sinh cái thân mạng của mình để mà hoàn thành cái đạo nghiệp, tức là cái Phật quả, để làm chi? Để mà giúp ích cho vô lượng chúng sinh. Chứ còn mà chỉ riêng Ngài đó ha, thì cách đây gọi là 20 A Tăng kỳ về trước, nếu muốn thì Ngài đã chứng quả La Hán và Niết Bàn. Và thậm chí trong kinh chú giải cũng xác định là cách đây 4 A Tăng kỳ, nghĩa là gần hơn một chút, tức là ngay dưới chân của Đức Phật Nhiên Đăng mà Ngài Bồ Tát mình á, Bồ Tát họ xuống Mê Tha mà Ngài trải mình xuống để cúng dường cho Đức Phật ấy. Thì lúc đó Ngài nếu muốn, Ngài chỉ cần Ngài xê dịch cái ý muốn một chút thôi, nghĩa là không nghĩ tới chúng sinh mà chỉ nghĩ tới bản thân thôi, thì ngay dưới chân của Đức Phật là Dipankara, Phật Nhiên Đăng, thì Ngài đã hoàn toàn đủ sức để trở thành một vị La Hán lục thông tam minh và tứ tuệ phân tích nha. Chúng ta nhớ chỗ này, một cái vị Bồ Tát mà coi như là hàm trí tuệ đó, thì trong cái lần thọ ký đầu tiên, thọ ký tức là được chư Phật trên đẳng giác xác nhận đó, thì trong cái lần đó đó, trong cái ngày, trong cái lần thọ ký đó đó, cái nếu mà nói về cái cơ duyên giác ngộ thì cái vị đó nếu muốn vị đó có thể chứng định tuệ phân tích La Hán mà tuệ phân tích. Còn cái hạnh mà đức tin á, thì trong cái lần mà sơ gọi là lần đầu tiên được thọ ký vị đó đủ duyên để chứng lục thông. Còn cái vị mà hạnh tinh tấn á, thì trong cái lần thọ ký đầu tiên vị đó đủ cái duyên để chứng La Hán tam minh nha. Cho nên nó thì khác nhau một chút vậy đó, khác nhau một chút. Tôi nhắc lại cái hạnh Bồ Tát, Bồ Tát mà hạnh là trí tuệ đó, Paññāthikkha, trong cái lần thọ ký đầu tiên á, đủ duyên chứng La Hán cùng bốn cái tuệ vô ngại ha. Rồi cái hạng thứ hai là hạng Bồ Tát đức tin á, Sattha-thi-ca, hạng Sattha-thi-ca đó. Thì lúc đó đủ duyên chứng La Hán lục thông. Còn cái hạng tinh tấn là Viriya-thi-ca, thì lúc đó có gì hiểu hiểu cái chữ lúc đó không ta? Lúc đó là trong cái lần thọ ký đầu tiên mà tôi làm biến tôi viết vậy đó. Lúc đó đủ duyên chứng La Hán tam minh. Mà tại sao ở đây chúng tôi phải ghi cái này ra, là bởi vì chúng tôi muốn nói rằng đó là vì cái lòng đại bi không nghĩ tới mình mà nghĩ tới người khác, cho nên ấy, các ngài mới tiếp tục đi thêm một quãng đường dài thăm thẳm để cuối cùng thành Phật mà độ cho nhiều người khác nha. Chứ còn riêng phần ngài mình chỉ muốn dứt sanh tử là ngài đã dứt xong rồi. Và ai mà coi như cái gì mà tự nhiên đây là sao ta? Cho nên đó là ngài 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 có cái lòng đại bi chỗ đó đó. Rồi bây giờ cái số 1 là như vậy đó, tức là ngài ngài có mặt ở đời này vì cái lòng thương chúng sinh hả? Rồi cái số 2 là gì ta? Cái số 2 là tám cái pháp như thật. Cái bài kinh tôi giảng nhanh lắm, thì với mới vô cái chậm chậm vậy đó, thì mới vô thì lát đó tôi giảng nhanh lắm. Cái số 2 là gì quên mất rồi. Số 2 là cái chánh pháp được Thế Tôn thuyết giảng hội đủ bốn cái đặc điểm mà ai mà tụng cái kinh mà Tam Bảo thì chắc biết Soakkhato Phakkhavatta Thammo á. Cái nội dung của chánh pháp Thế Tôn thuyết giảng nó là sao ta, là luôn luôn có cái nội dung hướng thượng chứ không phải là hướng hạ, đưa người ta đi lên và đi ra sanh tử chứ không có đưa người ta đi xuống hoặc là đi vô nha, Upanayiko. Rồi thứ hai nữa đó là Akkaliko, tức có nghĩa là ở đời này á, nhân và quả có thể cần đến một ngày hai ngày, một đời hai đời, nhưng mà riêng cái khoảng cách nhân quả giữa đạo với thánh thánh quả đó thì chỉ một sát na trước và sát na sau thôi.
Calico nó có hai nghĩa, một là vậy đó, một là cái thời gian giữa đạo và quả đó, nó không có bị xen kẽ. Đây là một cái chuyện mà ở trên đời này không có một trường hợp nào mà nhân quả mà nó khích rích nhau như vậy. Hợp thứ hai, cái nghĩa thứ hai nữa là cái giáo pháp của Ngài có giá trị ngàn đời, không có vì thời gian mà cái giá trị của lời giải phai phô, cho nên cũng được gọi là Calico. Rồi Ehipasiko có nghĩa là thách thức thử nghiệm, có nghĩa là ai mà nghi ngờ chánh pháp thì hãy tìm hiểu và hành trì nha. Có những cái tôn giáo mình nói nó kỳ chứ nó e ngại, có những cái giáo lý e ngại cái sự phân tích, e ngại cái sự rạch ròi, e ngại cái sự chia chẻ, bởi vì chẻ hỏi giả ẹt à. Giờ cho phép tôi nói câu này kỳ, trên nguyên tắc thì chúng tôi không được phép nói, nhưng mà lỡ 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 nói thế này không cho nói cũng kỳ. Thí dụ như trong Thánh Kinh, cái Tân Ước Cựu Ước mà bà con đọc kỹ đó, thì cái Cựu Ước đó, nó có nhiều cái nó chổi là cái Tân Ước. Mà chưa kể đó là mấy cha bây giờ, mấy cha giảng, mấy cha nói Chúa là kêu gọi là gọi là Chúa lòng lành, Chúa cứ kêu gọi muôn loài yêu thương. Nhưng mà thật ra nó mình coi kỹ Thánh Kinh đó, là Thánh Kinh có suối nhiều cái chuyện nó động trời lắm. Đó, cho nên là cái giáo lý như vậy không được gọi là thách thức thử nghiệm. Có nghĩa là mình vô đó mà mình lục lạo họ lãng lội ra tùm lum chuyện rồi. Nhưng mà riêng cái giáo pháp của chư Phật thì một là anh không hiểu, còn hai là anh hiểu lầm. Chứ nếu mà anh hiểu đúng đó, thì cái chánh pháp chỉ đem lại cái niềm tin, đem lại trí tuệ cho người khác thôi nha. Là cái vấn đề là anh không hiểu hoặc là anh hiểu lầm là anh mới bôi bác giáo pháp nha. Cho nên nếu chánh pháp của chư Phật được gọi là Ehipasiko, là thách thức thử nghiệm, tìm hiểu càng nhiều càng tốt, không sao hết. Rồi tiếp theo nữa đó là bất chấp, rồi Samjhetiko có nghĩa là phải tự mình thấy. Có nghĩa là sao? Là không có cha mẹ vợ chồng con cái thầy trò bè bạn thân nhân láng giềng, thân quen cỡ nào đi nữa cũng không có chuyện người này đắc giùm người kia là không có. Không, tức là phải tự mình thân chứng thể nghiệm, cái đó gọi là Samjhetiko. Rồi bất chấp tăng quê tắp vô vi nhu ý, có nghĩa là cái đạo này phải là đạo của người có trí, đến để mà thấy chứ không phải đến để mà tin nha. Đến để mà thấy, để mà đến để mà tin, chỉ để tin xuông giống như bên Thiên Chúa, mà phúc thay cho kẻ nào chưa thấy đã tin thì bên đạo mình cũng có đó. Mà bên đạo mình phải là phúc thay cho kẻ nào tin rồi, chưa phải tìm hiểu mới tin, mà tin rồi vẫn tiếp tục tìm hiểu, đó là tinh thần Phật pháp. Phúc thay cho kẻ nào tìm hiểu rồi mới tin, và tin rồi đó thì vẫn tiếp tục tìm hiểu, chứ không có phải mà phúc thay cho kẻ nào chưa thấy mà tin đó, thì cái đó không được, nhớ nha. Đó là cái đặc điểm thứ hai, khi mà cái gọi là cái pháp như thật của Thế Tôn, pháp thứ hai. Rồi cái thứ ba đó là Đức Thế Tôn hướng dẫn cái con đường rất là rõ ràng. Bữa hổm chúng tôi có nói toàn bộ Phật pháp 84.000 pháp môn được giảng trong 45 năm hoằng hóa độ sinh của Phật, thì ngài nói đến 1 tỷ vấn đề ha. Nhưng mà trong đó nó là coi như nội dung gom lại chỉ có hai: một là chuyện nên tránh, hai là chuyện nên nên làm. Và hôm qua buổi giảng ngày hôm qua, khi chúng tôi giảng cái kinh gì người ta cái kinh ngày hôm qua kinh gì quên mất rồi, trong cái bài kinh ngày hôm qua, bài kinh thấy chưa, kinh Chánh Đạo Quát Sắp Phát, thì ở trong đó có cái phần rất là quan trọng, trong đó có cái phần rất là quan trọng, đó là ba cái con đường tu chính. Một là Đức Phật dạy, cái là cái điều thứ nhất là người có nghe pháp sẽ bỏ dục bỏ ác. Cái điều thứ hai nữa đó là nhờ nghe pháp người ta sẽ chuyển hóa từ cái một đó là từ ác qua thiện, còn cái thứ hai là từ thiện thô sang cái thiện tế. Thô nghĩa là nó cụ lần á, mà nó lên cái cao cấp, hàng cao cấp chứ không phải là hàng đa cấp, nhớ nha, tôi phải ghi lại quá. Ba cái hành trình tu chính: một là bỏ ác theo thiện, rồi cái hai nữa đó là nâng cấp
cái thiện, xài cái từ ở trong nước á, nâng cái thứ nhất là bỏ ác theo thiện, nhưng mà còn cái thứ hai là nâng cấp cái thiện, nâng cấp cái thiện. Rồi cái số 3, thấy rõ thứ ba là từ bỏ thiện thấp để lên hai mà cái thứ ba là thứ ba là cái thứ ba cái thứ nếu hành nâng cấp cái thiện, cái thứ ba là thấy rõ thiện hơn ác, thấy rõ rằng có thêm chữ rằng cho tôi hiểu lầm á, thấy rõ rằng thiện hơn ác, nhưng là cái thiện thấp á thì thua cái thiện cao, nhưng rốt ráo không còn thiện ác mới là cứu cánh cao nhất. Đó, cái ba cái hành trình tu chính. Một là bỏ ác theo thiện, hai là nâng cấp cái thiện, còn ba nó là bỏ hết thiện ác. Mà tại vì cái cách nói của tôi thì nó khác, cái ý nó như vậy đó, như vậy nha. Về dắt các chân trái nghĩ hiểu thêm. Ok, rồi tiếp theo là Đức Thế Tôn Ngài dạy cho đệ tử cái cứu cánh và cái con đường đó, nó nhất quán nhau là sao? Có những cái hướng dẫn trong cái cuộc đời này nè, nghe thì nó đã tai thiệt đó, nhưng mà họ dẫn về đâu đó, thì ông đạo sư hoặc là ông giáo chủ ấm a ấm á. Các vị nghe kịp không? Cái pháp môn thì nghe đã thiệt á, nhưng mà hỏi bây giờ cuối cùng dẫn về đâu á thì trả lời ấm a ấm á. Rồi có trường hợp đưa ra một cái cứu cánh tu hành nó nghe đã thiệt, nhưng mà cái con đường hành trì thì ấm a ấm á. Nó kẹt vậy đó. Nó có hai cái. Một, tôi nhắc lại. Một đó là cái hướng dẫn con đường hành trì thì nghe ngon thiệt, nhưng mà hỏi bây giờ cuối cùng bây giờ con theo thầy rồi đó, cái này con nghe đã quá, nhưng mà bây giờ con theo thầy con đi về đâu thì ngồi mà tả vòng 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 cái chỗ mà học trò nó sẽ đến thì tả không xong, nó bị mâu thuẫn. Rồi còn nó mâu thuẫn với con đường hành trì. Còn hai nữa thì cái chỗ đến thì nghe đã lắm, nhưng mà không có đưa ra được một cái con đường hành trì nào cho nó rõ ràng, rất là mơ hồ. Và ở đây bà con cho phép chúng tôi nói một câu cực kỳ dễ ghét, đó là 99,9% Phật tử Bắc Tông Việt Nam và hình như cả Tàu nữa, niệm Phật thì ok, nhưng mà có niệm Phật gồm có là chủ yếu là niệm Nam Mô A Di Đà đó ha, còn mà hễ mà nói tới thiền đó thì cực kỳ mơ hồ. Cái gì đâu mà giữ tâm không, rồi cái gì mà tri vọng, rồi cái gì đó là diệu hữu chân không, cái gì là bát nhã, nói nghe rất là mơ hồ. Mà phải nói đó là cái kẹt nhất là những cái căn bản, hỏi sơ thiền là gì thì tha hồ mạnh ai nấy nói, cái đó không được. Cái đó không được nha. Trong kinh điển Pali thì một là mình dốt mình biết gì hết, hai là phải nói rõ ràng sơ thiền là cái gì, nhị thiền là gì, thân quán niệm xứ là cái gì, tâm quán niệm xứ là cái gì, sắc quẩn là gì, thức quẩn là gì, phải nói rõ ràng. Dầu là mình trả lời như con két, nhưng mà phải đó là phải nói rõ ràng nha. Chứ còn mà cái con đường hành trì và cứu cánh mà mình ấm ấm á, một là mình đưa ra một cái cõi đến rất là tuyệt vời, nhưng mà con đường hành trì thì phải nó mơ hồ không rõ ràng. Còn hai nữa là con đường hành trì thì nghe nó đã. Thí dụ như giờ cho tôi được dễ ghét thêm lần nữa, thí dụ như mình nói thôi cho tôi giấu tên đi, có những cái pháp môn hành trì nghe rất là thơ mộng, tu hành một lúc nào đó rồi sẽ về trời làm mây làm gió, rồi về đất làm nước làm hoa, nghe đã thì hỏi dẫn về đâu thì không có nói rõ, cứ nói ấm ấm mới. Cho nên có những cái lời hướng dẫn hấp dẫn trong cái giai đoạn hành trì, nhưng mà cứu cánh thì rất là mơ hồ. Rồi có những cái hướng dẫn thì cái cứu cánh nghe rất là hấp dẫn, nhưng mà cái con đường hành trì thì rất là mơ hồ. Riêng Đức Thế Tôn thì không.
cái con đường hành trì và cứu cánh hoàn toàn tuyệt đối ăn khớp nhau. À, ăn khớp là sao? Các vị nghe lại, diệt đế là gì? Diệt đế là sự vắng mặt của tập đế. Mà đạo đế là gì? Đạo đế là cái con đường đi ngược lại cái tinh thần của tập đế. À, nhắc lại lần nữa, mọi hiện hữu là khổ đế là vì sao? Vì mọi hiện hữu nằm trong ba khổ. Mà tập đế là sao? Tập đế là nguyên nhân sinh khổ. Và định nghĩa tập đế là gì? Tập đế là niềm đam mê trong khổ đế. À, mà khổ đế là gì? Khổ đế là mọi hiện hữu, mà tập đế là niềm đam mê trong các hiện hữu. À, diệt đế là sự vắng mặt của tập đế. Và đạo đế là cái con đường hành trì đi ngược lại tập đế. Có nghĩa là anh hành trì bát chánh đạo, anh hành trì tam học. Mà anh hành trì là sao? Anh hành trì nghĩa là anh không có tiếp tục thích ở trong ba khổ nữa. À, đủ duyên anh thành thánh, thiếu duyên thì anh cũng được an lạc hiện tiền, hiện tại lạc trú nha. Nó phải rõ ràng. Mà niết bàn là gì? Tôi nhắc lại, niết bàn là sự vắng mặt của tham ái. Mà tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ là sự kịp thời ghi nhận phiền não đang xảy ra. Nó phải ăn khớp, tức là từ cái con đường hành trì cho đến cứu cánh, nó phải ăn với nhau như vậy nha. Giống như trong đây, giống như là những nước sông này với sông kia, và nước sông với nước biển, tức là nước nó phải ăn với nhau như vậy đó nha. Rồi tiếp theo, Thế Tôn đã tạo một chúng hiện thiện hữu hữu học đi trên nẻo đạo, và các vị lậu tận nó hoàn tất. Ngài và các đệ tử là một. Có nghĩa là sao? Có rất nhiều đạo sư, có rất nhiều giáo chủ. Nhìn thì đã thiệt, nhưng mà giữa đạo sư và giữa đệ tử có một khoảng cách rất lớn. Rất lớn là sao? Phàm phu không bao giờ chạm vào nhau. Ở trong toán thì các vị biết là, biết cái bài toán đó là có một mũi tên bắn không bao giờ chạm đích. Thì ở đây cũng vậy. Ở trong cái thế giới phàm phu mình, chỉ có thánh nhân mới có thể hòa tan vào nhau thôi, còn phàm phu thì không. Là vì sao? Là vì cùng lo một việc thì thương nhau, mà cùng thích một món thì ghét nhau. Đó là một cái quy luật. Cái thứ hai nữa đó là mỗi người theo đuổi một cái tôi riêng thì làm sao có thể hòa tan vào nhau. Nhưng mà ở đây lại khác. Thế Tôn là bậc đã lìa khỏi phiền não, ngài không còn cái gì ngài thích, cũng không còn cái gì ghét. Mà đệ tử của ngài cũng không còn cái gì ghét, mà cũng không còn có cái gì thích. Giữa các vị hoàn toàn không có một cái biên giới. Là vì sao? Giữa các ngài không có một ý niệm tôi là rồi của tôi, không có một ý niệm ông A, bà B, thằng Tí, thằng Tèo gì hết. Không, không có. Tất cả chỉ là nhất thiết pháp giới vô ngã vô thường. Tất cả là những giọt nước trong một cái đại dương, không bờ mé, không giới tuyến nha. Còn mình á, mình nói cho nó đã như vậy, nên là riêng cái khoảng mà tu bốn vô lượng tâm là mình đã làm không nổi rồi. Có nghĩa là thương người mà không có phân biệt thân sơ thù bạn là mình đã làm không nổi rồi. Thì nói chi là cái sự quán chiếu danh sách, quán chiếu năm quẩn, 12 xứ, 18 giới, mình làm không nổi. Có nghĩa tôi nhắc lại lần nữa, chúng ta có đoàn kết, chúng ta có hòa hợp, chúng ta có giới hòa đồng tu và kiến hòa đồng giải, đến mức nào đi nữa thì các vị phải đồng ý với tôi. Ngày nào chưa bỏ thân kiến thì vẫn còn có cái tôi và của tôi. Mà hãy còn có cái tôi và của tôi thì nó cũng phải, nó bắt khi mình xác định mình là một cái tôi thì có nghĩa là mình đã kính đáo xác nhận thằng Tí nó là thằng Tí, mà thằng Tèo nó là thằng Tèo nha. Này, nhưng mà ở đây không có. Ở đây giữa ngài và các đệ tử là những giọt nước biển trong một đại dương. Đấy, giữa các ngài không có tôi và của tôi. Tiếp theo, cho nên nó trong tiếng Mali gọi là Ikaramata. Ikaramata có nghĩa là, cái này mới đúng là chung vui. Chung vui, giang sơn thú về một mối, thiên hạ nhất thống. Đúng là cái Ikaramata. Ok. Rồi tiếp theo, Thế Tôn được kính lễ cúng dường, nhưng mà ngài luôn luôn là nhận những thứ đó với cái tâm buông bỏ. Thì trong chú giải nói dài lắm, nói tùm lum những cái chuyện mà nó hơi phong thần, nhưng mà thôi đây chú kể vẫn tắt. Là chư thiên, rồi Càn Thác Bà, Long Vương, Cung Kim Sĩ Điểu, Cu Bàn Trà, Dạ Xoa, nhân loại, Thiên Long Bát Bộ, tám chúng, thì Sa Môn, Bà La Môn, rồi
thì chư thiên ma vương phạm thiên thì tất cả đều gọi là những người mà có chánh kiến. Cái số người mà không thích Thế Tôn mình không có nói, chỉ riêng mình nói những người mà kính mến Thế Tôn đó, con số đó không có thể tính đếm được này. Nhưng mà Thế Tôn trước sau như một, chẳng hạn như nay mai ngày lát nữa chúng tôi sẽ giảng tới kinh đại hội, các vị có thấy khiếp, trong cái kinh đại hội đó nó thiên chúng đổ về không thể đếm một số được, chỉ đếm bằng các hội chúng thôi, hội chúng Càn Thác Bà, hội chúng Long Vương ha. Mà chỉ riêng ở trong đó thì những cái hội chúng nào mà là tam nhân ấy, có nghĩa là tái sinh bằng tâm có trí đó ha, chỉ riêng cái hội chúng đó có cái số người mà chứng La Hán là 1 tỷ, 1 tỷ. Mà trong khi đó mình thấy là cái thời gian mà ngài giảng A Tỳ Đàm lên cõi trời là 800 triệu, có nghĩa là non 1 tỷ. Còn cái đêm này 800 triệu trong đó có đủ các tầng thánh, có vị Đắc Sơ, Nhị Tam Tứ Quả lung tung. Nhưng mà riêng ở trong cái bài kinh đại hội đó, cái bài kinh mà ngài giảng 6 cái lục đại chân kinh đó hả, à, nói tới đây tôi phải lạc đề nữa. Chúng tôi rất là muốn in lại 6 bài kinh đó để mà chiêm nghiệm, để mà cho Phật tử đọc tụng mỗi lần họ đến cái đạo tràng Vietravada bên Đức này. Mà có điều cái đám ở bên châu Âu cái mặt họ khờ quá đi, không biết họ đọc họ có hiểu hay không này. Mà nói châu Âu chứ biết bên Mỹ, bên Việt Nam có khá gì hơn đâu, cái đọc thôi giống như dịch nghe sấm vậy này. Đám châu Âu cho tiền nhiều chửi cho mốt dẹp luôn. Ok, bây giờ đó là trong cái bài kinh đại hội nó chỉ có diễn ra đến nửa khuya thôi, mà cái số người chứng quả là 1 tỷ, 1 tỷ. Người cẩm ghi với bà con tưởng tự chế thì mà cô tí sa ta sa hát sát a ra hấp a ra hấp tập bát tà, cái là số người chứng quả cô tí ha, cô tí là 10 triệu, cô tí là 10 triệu ha, cô tí là 10 triệu, ghi rõ luôn 10 triệu là mấy số không ta, 10 triệu là 7 zero ha, một cô tí là 7 zero, mà cái xá tá đó là 100 là 2 zero, mà cái xá hát xá đó là 3 zero, phải không? Xá tá là 1.000. Như vậy mình tổng cộng là cô tí xá tá xá hát xá mà có nghĩa là 7 số 0 cộng với 100.000, phải không? Bị xá tá xá hát xá mà sắp là 100.000. Như vậy thì tổng cộng lại nó là 5 số 0 mà cộng với 7 số 0 đó, nó là bao nhiêu số không ta? Là nó là 12 số 0. 12 số 0 tức là 1 tỷ đúng. Kinh khủng chưa? 1 tỷ vị chứng La Hán. À, mà các vị tưởng tượng một chỉ riêng quả vị La Hán 1 tỷ người thì các vị biết cái hội chúng nó đông cỡ nào, nó đông đến mức mà một lát nữa tôi giảng kinh đại hội các vị mới thấy hết hồn. Đó là đông đến mức mà chư thiên là sắp tế đó nha. Mà đông đến mức á mà có những vị họ phải đứng họ nghe pháp ở bên đảo Tích Lan á. Bởi vì sao? Một phần là không gian chật chội, một phần là những cái vị mà cái quay lực họ kém á, họ gặp cái vị mà đức độ nhiều họ họ thấy nóng nóng nảy khó chịu, họ không có ngồi gần được, họ phải lùi 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 mà lùi riết mịt. Đức Phật ở trên núi Himalaya ngày giảng trên Himalaya đó ấy, mà coi như là cái số người, cái số chư thiên mà về mà họ lấn, họ tránh tránh nhà, họ lấn lấn riết mà có một cái cô tiên nữ mà cổ phải đứng ở bên núi bên đảo Tích Lan để mà cũng nghe mới ghê chứ. Bông vậy đó. Mà sao Thế Tôn trước sau như một, nét mặt không bao giờ thay đổi. Bây giờ ngài ở một mình cũng nét mặt đó, bây giờ có một cái bà lão ăn mày mà quỳ đảnh lễ ngài thì cũng nét mặt đó, một bà hoàng hậu, một ông tướng quân, một đại gia doanh nhân, một vị hoàng đế, cả một cái triều đình nó quỳ nó lạy chân ngài cũng nét mặt đó, 8.000 vị tỳ kheo quỳ lại dưới chân ngài cũng nét mặt đó, hàng triệu phạm thiên và chư thiên lại ngài, cái mặt ngài nét mặt cũng là nét mặt đó, mà cả một cái hội chúng hàng tỷ thiên chúng về lễ Phật thì gương mặt ngài cũng như vậy đó, không hề thay đổi. Ngài luôn luôn nhận cái sự kính lễ và cúng dường của chư thiên và nhân loại bằng một cái trạng thái tâm buông bỏ tuyệt đối. Bởi vậy cho nên trong cái đêm mà sắp thành đạo á, ngài nằm thấy 5 cái điềm đại mỏng trong kinh mình, trong
rưng còn nhớ hơn. Ngài nằm, ngài thấy ngài đi kinh hành trên một cái ngọn núi toàn là phân người mà coi như là bàn chân không có dính. Thì sau này khi thành Phật rồi ngài mới kể là ngài nói đó là cái điềm báo, là sau này ngài nhận được cái sự lễ bái cúng dường của vô số chúng sinh trong các cõi, trong vô lượng vũ trụ, vô lượng thế giới, nhưng mà tâm của ngài không có bị dao động nha. Đó, rồi tiếp theo, Thế Tôn nói sao thì làm vậy, mà làm sao thì nói vậy. Có nghĩa là sao? Các vị La Hán không hề giả dối, nhưng có những điều vị Thanh Văn chỉ có thể nói dâm vị khác. Không biết các vị nghe kịp không ta? Các vị La Hán thì không hề giả dối, nhưng mà có những điều mà vị Thanh Văn chỉ có thể nói dùm người khác. Thí dụ nha, thí dụ như bây giờ ngày một có một vị La Hán tán thán, vị La Hán luôn luôn là tán thán, luôn luôn tán thán cái hạnh lạnh vị khác. Vị đó nói rằng cái tôn giả A, tôn giả B, sư A, sư F gì đó ha, có cái tâm từ bi vô lượng tế độ chúng sanh, không có ngại nắng gió mưa sương, giải dầu sương tuyết để mà đi hoằng pháp, rồi đó là một cái vị khả kính, rồi nói tùm lum hết. Nhưng mà cuối cùng bản thân ngài đó thì tiền não ngài hết rồi, nhưng mà ngài khen bị ghê vậy thôi, chứ còn riêng ngài thì cái chuyện của hoằng pháp như ngài không có được mặn mà lắm. Không được mặn mà lắm, hoặc là ngài khen thì ngài khen ngã nan. Một vị A-la-hán khác có thể khen ngã nan, đó là một vị đa văn, học hà hò, học tập không biết mỏi mệt, trí nhớ là coi như không có giới hạn, không có hạn chế. Ngày khen ngày A Nan, khen ngày Rahula là đệ nhất hiếu học, vân vân và vân vân, đệ nhất đạo văn, vân vân. Khen nhưng bản thân mình thì hết phiền não thôi, chứ khen khen như mình làm không, không phải cái nào mình khen mình cũng làm nổi nha. Cái này phải ghi thêm, không phải cái gì mình khen mình cũng làm nổi. Còn riêng chư Phật thì không. Chư Phật đúng là cũng là không giả dối, nhưng mà lại thêm cái điều nữa, bất cứ một cái điều lành nào, bất cứ cái điều tốt lành nào ngài nói ra thì cũng hoàn toàn làm được. Không biết Trung Trung có hiểu không ta? Hồi xưa tôi đọc cái này tôi không hiểu, tôi nói, ủa sao kỳ ta, tại sao mà các vị thánh A-la-hán vị nào cũng nói sao làm vậy, làm sao nói về A-la-hán đâu có giả dối đâu. Đúng, bây giờ tôi mới hiểu, đúng là A-la-hán không có giả dối, nhưng mà có những cái hạnh lành mà các ngài là không có bì được với người khác, cho nên các ngài chỉ nói dùm thôi. Các ngài tán thán ngài sẽ lại phất là thế này cái kia, ngài tán thán ngài cai diếp là thôi tốt quá, quý quá, vị đó là vua đầu đà là nhân dân, nhưng mà phải là bản thân vị này thì ngài có những cái giới hạn chế, ngài không có làm được. Còn riêng về chánh đẳng giác thì không, bất cứ một cái hạnh lành, bất cứ cái thiện pháp nào ngài nói hoàn toàn tự tin và cực kỳ thoải mái một cách tuyệt đối, là bởi vì không có một cái điều gì mà tốt lành trong thế gian này mà đệ tử có thể sánh bằng, cái đừng có nói hơn ngài. Thí dụ như ngài Ca Diếp, ngài Ca Diếp mà coi như ở trên núi mà trì hạnh đầu đà, mà vậy mà về gặp Phật cái ngày vẫn quỳ, ngày dập đầu dập trán xuống dưới chân Đức Phật, ngày đảnh lễ năm vóc sát đất, là tâm phục khẩu phục, là bởi vì ngài biết rằng Thế Tôn giàu có trong hương thất sang trọng, giàu Thế Tôn có trưa nay mới vừa dùng cơm ở trong hoàng cung của vua, thì ngài sẽ là Phật, ngài Ca Diếp ngài biết rất rõ là Thế Tôn dùng cái buổi trưa ở trong hoàng cung, hay là dùng một cái miếng bánh ở ngoài rẫy, ngoài nương, thì chỉ có một cái tâm thôi, chứ không có hai. Ngài biết rất rõ, ngài biết rất rõ là Thế Tôn là dầu qua đêm ở trong một cái hang động, hay là trong một cái lâu đài vàng son, thì cũng một tâm đó thôi, từ sau chỉ có một thôi, chứ không có khác. Thì cái người như vậy dầu ở núi hay là ở trong hoàng cung cũng vậy thôi.
Ngài là trong giới Tinh Văn thì ngài Mahakayip là vua Đầu Đà, nhưng mà phải nói là so với cái bản hạnh của Thế Tôn đó, thì cái Đầu Đà của ngài Kayip không bằng một phần tỷ. Bởi vì Thế Tôn ngài đã Đầu Đà gọi là không biết là vô số kiếp, mà cái này nó ghê, Đầu Đà mà để mà hoàn tất cái Phật quả đó, thì cái đó mới là ghê. Rồi nói sao làm vậy, thì làm sao thì nói vậy là vậy đó. Rồi tiếp theo cái phần nãy, cái phần số 8 chúng tôi đã giảng rồi, nghĩa là ngày vượt khỏi nghi hoặc làm sao, có nghĩa là vị Tinh Văn còn có chỗ không biết, nhưng Thế Tôn chánh đẳng giác thì không còn cái chỗ nào không biết. Và chính từ cái chỗ không có gì ngài không biết, cho nên ngài không, ngài phải ghi, do không gì không biết nên không còn nghi hoặc. Do vậy lời ngài tuyệt đối thuận ứng với chánh pháp muôn đời. Kẹt vậy đó. Do không gì không biết nên không còn nghi hoặc, mà do vậy lời ngài tuyệt đối thuận ứng với chánh pháp muôn đời. Thì khi mà Thiên Vương Đế Thích mà giảng như vậy xong đó, thì chư thiên có một số vị mới nói thế này: trời đất ơi, xuất sắc, xuất sắc, vi diệu thù thắng, ước gì mà được bốn vị chánh đẳng giác thì thế gian này còn được lợi lạc biết bao nhiêu. Thì có vị mới nói cần gì bốn, ba vị chánh đẳng giác là tuyệt vời. Cái vị kia nói ba vị quá nhiều, chỉ cần hai vị mà giống như Thế Tôn thì chúng ta tha hồ mà ấn kim lợi lạc, pháp vũ tưới nhuần khắp nhân thiên ba cõi. Thì Đế Thích mới chốt lại bằng một cái câu bằng thép: thưa quý ngài cực kỳ khả kính, không bao giờ có chuyện trong một cái thái dương hệ, trong một cái thái dương hệ, trong một cái vũ trụ mà lại có đến hai vị chánh đẳng giác Abhapanacariman cùng lúc xuất hiện, không trước không sau, chuyện ấy xưa giờ chưa có vậy nha. Chưa bao giờ có cái chuyện mà trong cùng một cái vũ trụ mà đồng thời có hai vị chánh đẳng giác xuất hiện. Chúng ta học thêm cái điều đó nữa nha. Thì lúc bấy giờ câu chuyện đến đây rồi thì sao ta? Thì có một cái luồng ánh sáng từ phương Bắc xuất hiện, một luồng ánh sáng xuất hiện. Thì lúc đó thì các vị mới nói với nhau là có thể là Phạm Thiên sẽ đến với chúng ta. Và đúng như vậy, một lát sau thì Phạm Thiên Sanh Năng Kumara, các vị mà mình mới học ngày hôm qua đó, vị này, Phạm Thiên này thường xuất hiện ở cõi đau lợi trong hình dáng của ai ta? Của thiên tử Panchasika. Mà ta vừa gì? Ta vừa nhắc đến ở đầu kinh. Rồi cái ở kinh Chanawasapha cũng có nói đến cái chi tiết này. Quên, ngày hôm qua nó có một cái chỗ mà nói về ba cái con đường tu chứng ấy, thì ở cái con số 2 đó, có nghĩa là nhờ nghe đạo mà chuyển hóa cái thiện từ thấp lên cao, từ thô sang tế, nhớ nha. Thì cái chỗ đó trong chú giải có nói đến các cái đề mục nào mà chỉ có thể dẫn đến cận định thôi, rồi đề mục nào có thể dẫn đến sơ thiền thôi, đề mục nào chỉ có thể đến tam thiền thôi, và đề mục nào thì có thể dẫn đến tứ thiền, rồi đề mục nào thì chỉ có thể dẫn đến thiền vô sắc thôi nha. Thì xin cái này phải ghi nữa, xin mua rồi đọc cuốn A Tỳ Đàm Bìa Xanh
bài niệm đấy. Thì hôm qua có cho nó mà tự nhiên quên, lẽ ra cái mà cái này quên thiệt, cái này quên thiệt chứ không phải là biết cái chỗ này chỗ bán sách mà làm sao quên, mà tại sao nó mắc cái gì, nó cái gì nó ám mà nó quên mất tiêu nha, cái chỗ bán sách mà sao quên. Tôi phải nói vậy bà con mới tin chứ không bà con nói chắc chắc ông cũng nói vậy thôi chứ làm gì mà ông thương mình thiệt, cái này thương này không phải thương mà cái này là có thiệt, cái này là một lý do rất là kỹ thuật, rất là thương hại. Cái nghĩa là cái đó trong đó người ta có nói rõ là cái đề mục nào mà dẫn chỉ dẫn đến cận định là thí dụ như bây giờ niệm niệm Phật, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, Thế Tôn là bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác, Thừa Vô, Thượng Sĩ, Thiên Nhân Sư, Điều Ngự Trưởng Phu, vân vân và vân vân, thì cái đó mình niệm cái đó là do mình niệm, mà mình niệm vừa suy tưởng, cho nên cái khả năng mà định tâm nó chỉ đến maximum là nó tới cái trình độ gọi là cận định Upacara Samadhi thôi, chứ không thể mà hơn nữa được. Còn những cái đề mục mà đi lâu hay xa, ví dụ như là một hơi thở thì nó sẽ dẫn đến ngũ thiền. Còn cái này một là từ bi hỷ nó dẫn tới tam thiền thôi. Vì sao? Là bởi vì cái từ bi hỷ nó còn chìm ở trong cái cảm xúc. Còn cái xả đó, cái xả phạm trú nó mới đưa lên tới là tứ thiền tận kinh và ngũ thiền của Tỳ Đà nha. Chứ còn mà cái từ bi hỷ thì nó đi không có tới ngũ thiền được. Thì trong đó người ta có nói rõ cho mình, nói như vậy thôi chứ không có biết là ở trong cái rừng này này có ai mà có quyển địa xanh chưa. Và bữa nay này nói giờ nói giỡn, bữa nay nói thiệt nha, là bà con nào ở ngoài nước thì không cần nghe cái này, nhưng bà con nào trong nước, trong nước tức là ở Việt Nam chứ không phải trong nước là in qua được, thì có nhu cầu thì xin liên lạc với cái email là vietteravada.association@gmail.com. Này viết luôn chứ không phải toàn cái thứ dài cả lụm cụm. Theravada chấm chấm association rồi cái gì nữa ta, rồi gmail.com. cái này mới quan trọng nè, là đừng có cười cười tội chết đó. Cái cô giọt mưa này cười tội lắm, chắc viết lộn rồi. Việt Theravada, nhớ cái chữ Việt Theravada chỉ có một chữ T, mà quý vị viết hai T thì là không được nha. Ở đây tôi phải nói rõ là đừng ngại tốn tiền, là bởi vì chúng tôi đã có dặn bên đó là xét thấy hoàn cảnh cơ nhỡ neo đơn cô độc quan quả tặng không, chẳng những tặng sách không mà còn coi như là gửi miễn phí luôn, không cần vội vàng viện trợ, không hoàn trả nha. Chứ đừng có nghe giỡn, bữa nào lên đây cũng đùa có tưởng tôi ác ôn cũng đồ, không phải. Có nghĩa là tôi chúng tôi là đã dặn dò rất kỹ, kể là chỉ cần đồng bào trong nước ha, là đã miễn phí mà còn gọi là cho luôn cái tiền bu phí luôn. Và đã có cho rồi, tức là mới ngày hôm qua là cho mới rồi nè, cho mới cho cái lớp A Thì Đàm gì mà của cái bà sư cô gì bên bên không, kêu bà sư cô không có sang mà kêu ni sư mới sang, của ni sư gì đó, ni sư bên Sài Gòn là tên là coi như là trân trọng, gọi là gửi về miễn phí mà coi như là không có lấy cước phí luôn nha, chứ đừng nghĩ chúng ta đâu. Rồi trong khi đó là mình dán như vậy nè, rồi mình in ra mà có người học là mình mừng chết được chứ phải không. Rồi tiếp theo đó là ông Phạm Thiên Sanh Năng Khú Ma Rác này thường xuyên xuất hiện ở cõi Đau Lợi trong cái hình hài của Panchasika là vì sao? Là vì ở trong chú giải nói rằng cái hình dáng mà tiên đồng của cái ông Panchasika nó rất được lòng, rất được lòng nhiều vị trời trên Đau Lợi mới ghê. Chỉ có cái bà là Xú Lý Bá Chá Sa tự nhiên bà thấy yêu cái thằng cha cho anh này, giống như yêu con nít vậy đó, giống như yêu chứ mình thương em trong nhà, thì bà hơi thấy nó hơi bị sốc không? Trong tình cảm nam nữ thì bà hơi đặt vấn đề, bà hơi có cái đòi hỏi đặc biệt về cái nhân dáng của đối phương chút. Chứ còn mà trong cái tâm tình chung chung của thiên chúng mà nói thì ai cũng thấy hình dáng tiên đồng, đầu tóc năm chỏm thì ai cũng thương hết trơn. Cho nên Phạm Thiên Sanh Năng Khú Ma Rác đã thường xuyên xuất hiện trên cõi Đau Lợi trong cái hình dáng của vị này nha. Nhớ cái phần này, trong phần này trong chánh chánh kinh thì nói sơ sơ rồi chứ nó không có nói rõ nha.
Rồi bây giờ các vị cô trong rung có lẽ cũng thắc mắc là cái kinh còn dài thăm thẳm mà ông nói thì lê thê, mà tại sao ông dám nói mình không giảng hai kinh? Bây giờ các vị coi, tôi đi vào nội dung một kinh bằng tốc độ ánh sáng. Rồi xong. Sau khi kể lại cho vua Đế Thích, sau khi kể lại cho Phạm Thiên Sanh Năng của Ma Rá nghe cái nội dung mà tám cái pháp đặc biệt của Thế Tôn xong rồi, thì Phạm Thiên này mới hỏi thế này: các vị á, các vị nghĩ rằng Thế Tôn chỉ có bây giờ mới vĩ đại hay sao? Theo các vị là chẳng lẽ Thế Tôn chỉ có bây giờ mới đại trí tuệ như vậy hay sao? Thôi thì tôi xin kể hầu quý vị một cái câu chuyện mà nghe xong các vị sẽ biết tôi muốn nói về ai. Thế là Phạm Thiên Sanh Năng của Ma Ra mới kể lại một câu chuyện xưa. Đây, bây giờ chúng ta học về kinh này bằng tốc độ ánh sáng 300.000 km/giây nha. Câu chuyện nó đại khái như thế này: kiếp xưa Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni có lần đó là một bà La Môn gọi là tên là Maha Govinda Đá, quốc sư của bảy nước, quốc sư của bảy nước, quốc sư bảy nước. Thì trong chánh kinh thì kể hơi dài, tại vì cái vị Phạm Thiên này cũng sống lâu á, cho nên ổng không có đeo đồng hồ. Mình nói thiệt, cái người sống lâu họ không có đeo đồng hồ, còn cái đồng hồ là nó có trong cái thời mà yểu như mình, giờ mình bệnh giờ yểu mệnh như mũi, phải không? Mình chúng ta là những cái thời này chúng ta là yểu mệnh như mũi, cho nên mình mới đeo đồng hồ. Mà chính vì đeo đồng hồ cho nên mình làm cái gì phải tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc. Chứ còn Phạm Thiên thì họ không có xài đồng hồ, cho nên họ kể nó hơi dài. Thì cái chuyện vắn tắt đó là cha của Bồ Tát Maha Govinda này cũng là quốc sư. Rồi sau khi bố chết thì ngài mới được mời để mà kế nhiệm, và ngài vẫn tiếp tục đó là quốc sư của bảy quốc gia, kinh cũng như vậy. Và quốc sư ở đây là sao ta? Quốc sư ở đây có nghĩa là ngài cố vấn về những cái vấn đề tinh thần, tâm linh cho các vua, chứ ngài không phải là cái vị mà tể tướng mà điều binh khiển tướng mà trận bị hoặc là sắp xếp về chính trị trị an, là không phải. Mà ngài chỉ là cố vấn về vấn đề tinh thần và tâm linh, và đặc biệt là bảy cái vị vua ở bảy quốc gia này coi ngài như thầy. Và các vị ở đây, các vị có thấy có nhắc tới một số chữ mà các vị, nếu chúng tôi không nói được các vị cũng phải hiểu. Đó là sau khi mà cái chuyện nó như thế này, là ngày xưa đó là có một cái sứ, rồi có một cái ông hoàng tử, ông chơi thân với con của mấy ông quan trong triều đó. Thì bữa đó vui vẻ với nhau, thì mấy ông công tử là con của mấy ông quan mới nói với cái ông hoàng tử, công nguyên một đám sáu ông công tử nói với ông hoàng tử là mai này mà hoàng thượng mà có 100 tuổi đó, mà ngài lên làm vua đó, ngài nhớ tụi này nghe, làm vua anh em, làm vua đứa nào cũng làm vua cho vui, chứ đời trước mà có phân chia chủ tớ quải quá không có vui nha. Mai mốt ngài làm vua rồi anh em mình sắp xếp sao 7 thằng làm vua hết cho nó vui đó. Cái ông kia ông hứa. Thì sau này cái ông vua già ông chết, thì cái ông vua trẻ ông lên, ông mới nhớ lại cái lời hứa ngày xưa. Ông mới chia đất thành 7 phần, mà ai chia đây? Chính là Bồ Tát Maha Govinda. Ngài mới lật cái bản đồ ra, thì ngài mới nói rõ, đó đây là phần này của ai, phần này của ai, phần này của ai. Đó. Thì sau khi phân ra thì cái nhóm này, đây, cái này nó hơi quan trọng, nhóm này, cái nhóm này nè, nhóm 7 người này được gọi là huynh đệ Bharata. Cái đó cái chữ này nó quan trọng lắm nha. Và cái chữ Bharata này sau đó nó được, nó trở thành ra cái nguồn cái bài kinh này nè. Sau đó trở thành ra nguồn cảm hứng cho tác phẩm Mahabharata của văn chương Ấn Độ cổ đại.
Đó. Và hôm nay nha, hôm nay người Ấn Độ cũng tự gọi đất nước mình là xứ sở của huynh đệ Bharata. À, ai ở trong room này nè mà có nghi ngờ đó, điền cha này nhắn nói có đúng không, lên internet tìm Google nha. Còn ai mà có biết đọc cái tự dạng mà Sanskrit á, ha, các vị lật tiền cái đồng tiền của Ấn, cái tiền ruby mà của Ấn Độ á, hay là mấy cái con tem của Ấn Độ, thì trên đó người ta cái phần tiếng Anh thì họ để vẫn để là India India, nhưng mà trong cái phần tiếng Sanskrit thì họ vẫn để chữ Bharata, họ vẫn nhận cái đất nước gọi là đất nước Bharata. À, nó đặc biệt, nó độc đáo như vậy đó nha. Và theo trong cái kinh điển mình xác nhận đó, thì cái nền văn minh của Ấn Độ nói riêng và nền văn minh của nhân loại nói chung đó, là nó có những cái nét tương đồng rất lớn. Là vì sao? Vì nó được là bảo lưu và truyền thừa thông qua các vị Phạm Thiên. À, cái chuyện này các vị không có tin, nhưng mà các vị không có tin nó khổ như vậy đó. Tức là chính Phạm Thiên là họ sống lâu, họ sống từ trái đất này qua trái đất khác, cho nên có những cái hay, có những cái đẹp mà họ đem xuống họ dạy cho. Họ đem gì ta, đem dạy cho những cái cá nhân xuất sắc nào đó trong loài người, để gây dựng nền văn minh nhân loại, ghê chưa. Và cũng từ đó có cái khái niệm là thần khải. Thí dụ như bên bên đạo Hồi, họ cũng tin rằng đó là một ngày kia là ông Muhammad là được là thiên thần á, mà là để trao truyền cho ổng cái bộ kinh Quran, và từ đó là ổng mới đem dạy là cho người Hồi giáo, thí dụ như vậy. Thì cái ý niệm đó đó là nó đã có hình thành và nó tồn tại qua suốt nhiều 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 đời, nhiều thế hệ trong lịch sử văn minh nhân loại. Và hôm nay thì chúng ta là đành đoạn gọi cái giai đoạn mà trước 6.000 năm ấy gọi là tiền sử, có nghĩa là cái giai đoạn đó chưa có sử sách chép ra chữ. Còn từ 6.000 năm trở lại đây thì chúng ta kể là giai đoạn mà có sử, còn trước 6.000 năm chứ gọi là giai đoạn tiền sử. Chứ thật ra thì lịch sử nhân loại là nó được tồn tại qua các châu lục đã chìm xuống ở đại dương. Có một số cái nó còn nằm ở trong lòng đất ở các đại lục, nhưng mà một phần lớn là nó đã chìm xuống và nó bị kéo theo xuống đại dương ở qua các châu lục, bị chìm. Và cái chữ bể dâu á, thương hải hóa vi tăng điền của biển sâu quá thành ruộng dâu, quá thành biển xanh quá thành ruộng dâu đó. Cái ý niệm đó đó là của Tàu là còn mềm đó, chứ đúng ra đó thì cái chuyện mà biển chỗ này là biển mai kia nó là đất, rồi chỗ là nay là đất mai kia là biển, cái chuyện đó chuyện rất là bình thường. Ai mà ở Việt Nam mà lên lên ngũ núi Ngũ Hành Sơn, chúng ta thấy trong lòng núi nó vẫn có vỏ sò vỏ ốc nha, có nghĩa là có những cái hang động mà ngày xưa nó nằm dưới biển, giờ nó trồi lên nó làm thành thành hang động ở trên núi nha. Thì chúng tôi không phải là chuyên gia về lĩnh vực này, chúng tôi chỉ điểm sơ cho bà con nào chuyên môn hơn nha, rồi tự xét lại nha. Có nghĩa là sở dĩ mà chúng tôi nói rằng các cái truyền thống văn hóa của nhân loại trên hành tinh này được bảo lưu và truyền thừa thông qua các trung gian gián tiếp và trực tiếp của Phạm Thiên là sao, là các vị đó đem những cái điều hay, những cái đẹp của thế hệ này và thế hệ khác, của cái trái đất này hoặc của cái hành tinh khác, để dạy lại cho những cá nhân xuất sắc, rồi những cá nhân đó họ mới trao lại cho những thế hệ kế thừa. Và thế hệ kế thừa nó có hai loại: kế thừa có phê phán và kế thừa một cách không phê phán. Kế thừa kiểu ù lì, kế thừa kiểu gọi là tổ hủ, cái đầu tổ hủ, có nghĩa là kế thừa trong cái mụ mị, kế thừa trong cái cuồng tín và không có sáng tạo, hoặc là không có hiểu được cái thâm ý của tiền nhân ngày xưa thì thua. Chứ còn nếu mà những cái viết trong đó mình có nghe chữ mụ mị không ta, mụ mị có nghĩa là khờ khờ đó. À,
Thì đúng rồi, cảm ơn. Thì hay lắm. Thì trong bài kinh này cũng kể chúng ta biết rằng coi, thì trong cái câu chuyện này đó, thì sau khi mà cái đất nước được chia thành 7 phần, rồi 7 anh em nó cùng là vua hết, và cái nhóm đó gọi là nhóm Bharata. À, và họ coi cái ông Govinda này đó là giống như là thầy mà cũng là cha, vừa thầy thầy mà vừa cha. Thì họ cứ đồn thổi với nhau là cái gì Mahagovinda cũng biết. Và trong cái tín ngưỡng của người Ấn cổ xưa thì Govinda này đó, thì trong cái truyền thống hồi xưa họ tin rằng cái bậc minh triết thiện nhất trong nhân loại phải là cái người có thể tiếp xúc được cái phẩm thiên. À, và từ từ cái nền tảng của niềm tin đó, người ta mới thiêu dệt rằng bản thân Govinda cũng là người từng thấy và từng tiếp xúc phẩm thiên. Thì cái chỗ này mới ghi nè, cái chỗ này phải ghi nè. Mahagovinda có liêm sĩ, biết mình bất xứng với cái danh tiếng đó, đã thực lòng cầu đạo. Đó, bằng cách nào? Thì theo cái kinh sách Veda đó, thì cái con đường vấn đề phải nói thêm một chút nữa. Kinh Veda nội dung giáo lý Veda mỗi thời mỗi khác. Cái thời Hoàng Kim á thì có nhắc đến việc tu tập thiền định Samatha. Cái chỗ này bà con phải biết nha, cái chỗ này phải biết. Phải ghi cái nội dung giáo lý Veda của Bà La Môn ấy, mỗi thời mỗi khác. Cái thời Hoàng Kim ấy, thì có nhắc đến việc tu tập, còn bây giờ là ba cái chuyện mà cúng bái cầu nguyện gian sinh khấn khứa tập bị tập bạ. Nhưng mà cái thời Hoàng Kim ấy, là cái nội dung Veda của giáo lý Bà La Môn nó sắc lắm. Thì nhờ vậy cho nên là có nhiều vị Bà La Môn họ mới biết đến vấn đề đại nhân tướng, cái hảo tướng của một vị Phật ha. Rồi họ mới biết đến chuyện tu thiền. Đây thì cái ông Mahagovinda này, ông thông qua kinh Veda của thời đó thì ông biết được có một chuyện thôi, là muốn tiếp xúc phẩm thiên thì phải tu tập. Tu tập gì ta? Ông chỉ tu phải tu tập cái tâm bi đó. Tâm bi từ một mảng có dê ha, từ một mảng nội dung của Veda ha, thì ông biết được cái phép tu thiền vô lượng tâm. Mà ông tu mấy tháng trời mà không có kết quả thì lúc đó Phạm Thiên Sanh Đăng Kumara biết được. Phạm Thiên Sanh Đăng Kumara biết được là sao? Phạm Thiên Sanh Đăng Kumara đã từng gặp nhiều vị Phật quá khứ, từng biết rõ rằng vị này đã được thọ ký nha. Cái này phải ghi rõ. Sau này cũng mà ra sống nhiều đại kiếp thì biết rõ cái nhân vật này là ai. Và trong cái niềm thao thức trăn trở của nhân vật này đó, rất cần đến sự giúp đỡ của mình. Và dục thiên của Đế Thích Ma Vương là không có khả năng rồi, cho nên vị này mới xuống gặp Bồ Tát. Chỗ này chúng ta phải mở mặt một chút, chuyện này rất là quan trọng. Không phải ai cũng có đủ phước, đủ duyên để mà nhận được cái sự giúp đỡ của những cái nhân vật quan trọng như vậy. Là vì sao? Vì chúng tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần. Chúng ta phải dọn lòng, tức là làm sạch cái tâm á. Phải dọn lòng và phải tạo nhiều phước. Hai cái vừa dọn lòng, lòng nghĩa là luôn luôn phải mở rộng ra, không có câu chấp, không có tà kiến ha. Dọn lòng, cái dầu mình có là phàm phu đi nữa nhưng mà luôn sẵn sàng tiếp thu học hỏi cái điều lành điều thiện, không có câu chấp cho rằng đây là chí tôn vô thượng, cái kẻ đó chư thiên họ ghét lắm nha. Trên đời không có cái vụ mình chí tôn vô thượng nha. Thứ nhất là không có cái câu chấp, thứ hai là phải có nhiều phước báo. Mà chúng ta đọc kỹ trong kinh điển thì chư vị Bồ Tát có một điều rất là đặc biệt, gặp điều kiện làm phước các ngài làm ngay,
Và dầu sanh ra có đắc thiền hay là có được học hành cái nào đi nữa, Bồ Tát có một cái hạnh rất là đặc biệt mà tôi rất phải làm ngạc nhiên và vô cùng đau lòng, đau đến tận cái tâm can xương tủy khi không thấy Phật tử nhắc nhiều về điểm này. Đó là toàn bộ hành trình tu tập của Bồ Tát trong vô lượng kiếp nói chung và trong kiếp chót nói riêng, cái chuyện gì hay ngài học hỏi, nhưng mà Bồ Tát luôn luôn đại kỵ. Tôi nói rõ, Bồ Tát ba đời mười phương luôn đại kỵ một chuyện, thỏa mãn quá sớm với điều mình có. Đang nói về du phẩm thiên xuống gặp Bồ Tát mà tôi phải mở ngoặc một cái ngoặc gọi là lớn tổ bố chỗ này nha. Tại sao mà phẩm thiên xuống gặp cái con người này? Vì cái con người này là một con người luôn luôn mở cái lòng ra để đón nhận gió mới nha, gió mới. Còn ở trong tâm mình thì sao? Luôn luôn cái gì mà mình biết là vô địch võ lâm, chí tôn vô thượng, cái đó là cái bẫy nhất của mình. Mà nếu tôi là phẩm thiên mà tôi biết, nghĩa tôi có được thắp nhang, tôi cũng không thèm xuống nữa. Cái người đó là hiếu học, nhưng mà phải luôn luôn ở trong cái tình trạng sẵn sàng gọi là biết nghi ngờ con đường dưới chân. Nói như vậy không có nghĩa là tôi đề nghị các vị luôn luôn nghi ngờ, đa nghi, không phải. Nhưng mà phải biết luôn luôn đặt vấn đề, phải biết luôn luôn biết có khả năng đặt vấn đề khi mà gặp sự cố sự kiện, thì biết đặt vấn đề, chứ không phải lúc nào cũng khư khư cái đó làm được. Cho nên thứ nhất là phải tạo phước, thứ hai là cái cõi lòng nó phải mở ra, không cố chấp, không có chìm sâu trong ngộ nhận. Thì trong hai cái điều kiện này nè, thì chúng ta rất là dễ dàng nhận được cái sự giúp đỡ, cái sự gọi là tiếp sức của người khác, cho dù đó là chư thiên, phạm thiên hay là một cá nhân loài người nào đó nha. Cho nên đó là đây chúng ta phải biết thêm là không phải ngẫu nhiên mà một cái con người mà tu hành mà không ra gì rồi trăn trở thao thức từ phạm thiên xuống, cái nào cũng có, không phải dễ đâu. Mình phải làm sao đó. Thì phạm thiên biết rất rõ đây là một vị Bồ Tát, cho nên phạm thiên muốn xuống giúp. Thì bữa hôm chúng tôi có giảng ở trong cái kinh mà kinh đại kinh gì ta, kinh Đại Duyên, thì trong đó có nói rõ là mấy vị phạm thiên mà trên cõi tịnh cư luôn giúp mấy vị Bồ Tát kiếp chót bằng cách là hiện ra cho thấy cái cảnh mà người già, người bệnh xác chết và người xuất gia đó. Mà trước khi giúp mấy vị phạm thiên nghĩ cái gì? Nghĩ rằng cái con người này giống như một con voi đang bị lọt sình. Cái con voi này chỉ cần nó ra khỏi đống sình này thì nó sẽ là một con voi gọi là ngon lành trong cái khu rừng này. Nhưng mà khổ nỗi bây giờ nó đang lọt sình. Cái vị này bây giờ còn đang đắm say ở trong năm dục. Bây giờ chỉ cần là cho bên này thấy mấy cái cảnh này đó, thì giống như là kéo con voi ra khỏi đống sình. Biết trong đêm còn nhớ hình ảnh này không ta? Alo! Các vị phạm thiên nghĩ như vậy đó, cho nên mới xuống cho các vị Bồ Tát kiếp chót nhìn thấy cái cảnh đó nha. Phải nhớ là các vị phạm thiên trước khi giúp nghĩ như vậy, nghĩ là con người này nè giống như voi lọt sình vậy đó, bây giờ mình kéo voi này lên là nó ngon lành ngay. Thế là phạm thiên sanh năng Sukumara xuất hiện và mới giảng cho Bồ Tát Maha Gô Bình Đã nghe. Giảng cái gì ta? Giảng cho Bồ Tát này nghe, giảng cho vị này nghe về cái con đường tu hành. Bây giờ để tôi đây. Khi mà Bà La Môn Ma Cô Bình Đá nhìn thấy Phạm Thiên rồi đó, thì ngài mới suy nghĩ, bây giờ mình sẽ hỏi cái gì đây? Thì ngài mới lập tức ngài mới suy nghĩ rằng cái chuyện trước mắt á, cái chuyện mà trong đời sống thông thường thì mình biết cũng hơi nhiều rồi, nhưng mà bây giờ mình hỏi cái chuyện mà đời sau kiếp khác đi. Chuyện tu hành cho kiếp sau đó, cái đó mình không biết, để hỏi ông nội này nha. Thì ngài mới hỏi là tu tập như thế nào thì mới chứng được cái cứu cánh giải thoát, không có còn gọi là già chết nữa. Phạm Thiên mới trả lời thế này: ai bỏ ngã sở, tức là bỏ cái ý niệm tôi và tôi là, chuyên tâm chuyên chú nhất cảnh, tu tập đại bi tâm, thoát ly mọi xú uế, lánh xa mọi tà dục, an trú ở nơi đây để chứng quả bất tử. Đấy, làm ơn hai cái câu đầu tiên, cái câu mà chính tại phạm thiên giới ha, rồi ở cuối làm ơn bỏ giùm hai câu đó. Hai câu đó không có nha, hai câu đó không phải là cái câu trả lời, mà hai câu trả lời nó chỉ là
Này ngươi Bà La Môn, ai bỏ ngã ngã sở, tâm chuyên chú nhất cảnh, tu tập đại bi tâm, thoát ly mọi xú uế, lánh xa mọi tà dục. Cái xú uế để tiếng Pali gọi là a mới gầm thá, có nghĩa là hôi, hôi thối nha, hôi thối. Đó bây giờ là xú uế. Thì Bồ Tát nghe Bồ Tát mới nói là từ bỏ ngã và ngã hữu tôi hiểu, mà trong râm thì tôi cũng phải mở ngoặc nói thêm, mình là người Việt Nam ha, mà mình đọc có chữ ngã và ngã hữu mình ngạc nhiên, mình nói ủa cái chữ này nó hơi lạ, mà sao Bồ Tát lại giỏi dữ vậy ta. Ông nghe cũng hiểu liền, không phải là đồng ý là ngài trí tuệ thiệt, nhưng mà tại vì trong bản Pali thì nghĩa sáng trưng rồi, từ bỏ cái tôi và của tôi nha, thì Bồ Tát nghe mới hiểu chứ còn còn mà mình người Việt Nam mình nghe cái ngã và ngã sở hữu mình nghe mình mệt quá ha. Nhưng mà Bồ Tát á, thì ngài nghe vị Phẩm Thiên nói là ái hăng nghĩ ma măng đó, thì ngài nghe là à ta từ bỏ cái ý niệm tôi và của tôi thì tôi hiểu. Cái ngài mới nói hiểu kiểu nào, là tôi hiểu là trong đời này có người biết bỏ hết mọi thứ rồi đi tu xuất gia không gia đình, đó là tôi hiểu. Rồi câu thứ hai là tâm chuyên nhất cảnh, đó tôi cũng hiểu luôn, tôi cũng hiểu cái đó nói cái gì. Tôi cũng hiểu rồi, nó nói cái gì để coi cái kinh này, cái kinh gì để đi tôi đã không, để tôi tính đi kiếm Bali mà giờ kiếm ra rồi. Tâm chiên nhất cảnh, tính kiếm cái Bali mà sao nó mất tiêu rồi. Chưa đâu có đọc chú giải, đọc chú giải xong rồi cái thổi khẩu luôn rồi. Thì Bồ Tát mới nói thế này, tâm chuyên nhất cảnh này tôi hiểu. Trước hết là bỏ ngã, bỏ ý niệm tôi và của tôi hiểu rồi. Cái ngày mới giải thích, tôi hiểu như vậy đó. Còn tâm chuyên nhất cảnh có nghĩa là bỏ hết cái sự rối rắm của năm trần, mà sống gọi là tập trung ở một cái chỗ gọi là quang vắng ở đó, chỉ một mình với mình thôi. Sống một mình như vậy gọi là chuyên tâm nhất cảnh. Rồi cái tiếp theo là tu tập từ bi tâm, có nghĩa là rải cái tâm từ của mình nó ra các phương cái hướng, không có phân biệt giới tuyến biên giới. Cái đó tôi hiểu, nhưng mà hồi nãy trong cái câu mà ngài nói đó là lánh xa mỗi xú uế, là tôi không hiểu cái xú uế là cái gì. Thì cái Đế Tự Phạm Thiên mới trả lời đó là nói dối nè, sân si nè, rồi nói láo nè, rồi sân si nè, rồi gian trá nè, hà tiện nè, ngã mạn nè, ganh tị nè, muốn tùm lum nè, rồi ngã mạn nè, nói chung các phiền não chính là cấu uế. Tu là phải bỏ cái đó thì mới mong đạt được cái cứu cánh giải thoát. Thì khi mà giải thích như khi nghe như vậy thì Bồ Tát mới nói thế này, theo lời ngài nói thì có lẽ phải đi tu rồi, chứ còn ở ngoài đời làm sao mà bỏ hết mấy cái này được, khó lắm. Thì cái Phẩm Thiên mới nói là ngài thấy được thì ngài làm đi, ngài thấy được thì ngài làm, ngài thấy được thì ngài đi tu đi. Thì Bồ Tát mới đến từ giả hết mấy người kia. Cái này tôi chỉ nói tới chỗ này là bắt đầu mình giảng nhanh được rồi. Bồ Tát sau khi mà nghe Phẩm Thiên giải thích như vậy thì Bồ Tát có quyết định đi xuất gia. Bồ Tát mới đến từ giả bảy ông vua, thì họ mới nói ngài là khơi khơi mà ngày kêu đi thì cũng khó quá, thì thôi ngày cho tôi xin 7 năm để tôi dàn xếp. Thì ngày nói không, 7 năm quá nhiều. Nó thôi bây giờ cho xin 7 tháng, thì ngày nói không, quá nhiều. Nó bây giờ 7 ngày đi, thì ok. Thì bắt đầu mới kéo nhau nguyên một đám đi tu hết. Tức là tổng cộng lại đó là mấy chục ngàn người, tức là vua chúa rồi mấy ông tướng lãnh, rồi thứ phi hoàng hậu gì kéo nhau đi hết. Mà trong đó có một cái chữ mà trong trong mình không có hiểu đó là chữ gì ta. Đi đến cái chỗ gọi là 700 vị tịnh hạnh. Nè tất cả biết trong rừng mình có thấy chữ tịnh hạnh không? Tịnh hạnh ở đây là những tu sĩ mỗi ngày rửa tội hai lần bằng cách trầm mình trong nước để tắm gội. Nhớ nha, em phải nhớ đó chỗ đó đó. Chính nó hai tất cả là tịnh hạnh đây, mình hiểu ủa 700 vị tịnh hạnh là sao. Tịnh hạnh đây có nghĩa là những cái vị tu sĩ mà mỗi ngày rửa tội hai lần bằng cách trầm mình trong nước để tắm gội. Rồi trốn 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 phải biết cái đó.
vậy 7 triệu phút bà la môn thì mình hiểu rồi à, còn 700 vị tịnh hạnh là ai thì đó là những vị tu sĩ mà tu theo cái hạnh như vậy đó à, tu theo cái hạnh một ngày xuống dưới nước 2 lần nha. Rồi hey. À. Rồi sau khi mà xuất gia rồi đó thì ngài mới là tu tập nha. Sau khi mình xuất gia xong thì Bồ Tát mới tu tập thiền định, nói vắn tắt tu tập thiền định bằng cái đề mục từ bi hỷ xả, và sau đó thì ngài đắc thiền ha. Rồi có một số người theo ngài họ cũng đắc thiền, rồi có một số thì không đắc thiền nhưng mà làm được các công đức à, cho nên là chết rồi thì có một số sanh về một phẩm thiên, có một số số gì ta đệ tử của Bồ Tát cũng đắc thiền như ngài ha, và sanh về phạm thiên à, một số sanh về các cõi dục thiên. Thì khi mà Panchasika kể đến đây thì Panchasika mới hỏi Đức Phật: Thế Tôn chắc là còn nhớ chuyện đó mà. Thì ngài xác định đúng rồi, làm sao ta không nhớ, bởi vì ta chính là Bà La Môn, ta chính là cái vị là quốc sư 7 nước Ma Govinda. Nhưng mà ngài định nghĩa thì ngài nói là cái câu này quan trọng. Lúc đó đó ta chỉ có thể hướng dẫn cho người ta đó, nhiều lắm là lên phạm thiên, hoặc thấp một chút đó là dục thiên. Nhưng mà bây giờ cái con đường mà ta hướng dẫn đó, à, là hướng đến quả vị La Hán, và tối thiểu phải là sơ quả Tu Đà Quần à, thông qua con đường Bát Chánh Đạo nha. À, lúc còn là Bồ Tát thì tối đa chỉ hướng dẫn thiền Samatha để giúp người về phạm thiên hay các cõi dục thiên mở hoặc đơn qua thập thiện ha. Chỉ khi là Phật mới có thể dạy Vipassana qua con đường Bát Chánh Đạo để đưa đến quả vị La Hán. Nhớ nha, đó là nội dung về kinh à, ngài xác nhận lúc mà ngài còn Bồ Tát á thì tối đa chỉ hướng dẫn thì Samatha để giúp người à, về phạm thiên hay các cõi dục thiên thôi. Chỉ khi là Phật á thì mới có thể dạy Vipassana qua cái con đường Bát Chánh Đạo để đưa đến cái quả vị La Hán. Rồi chúng ta học xong cái bài kinh này gọi là Đại Điển Tôn. Vậy thì bài kinh này tôi nhắc lại một lần nữa, nội dung rất là gọn nha, nội dung rất là gọn là thiên tử Panchasika đến kể lại với Đức Thế Tôn nội dung cái câu chuyện xưa mà Phạm Thiên Sanang Kumara có lần kể trên đạo lại hai chấm à, là trong kiếp đó có một cái kiếp quá khứ Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni là một vị Bà La Môn đạt đến cái ngôi vị quốc sư 7 nước à, vì muốn gặp được Phạm Thiên mà đã tu tập thiền định nhưng không thành công. Phạm Thiên vì cảm cái đức của ngài nên đã xuống dạy cho ngài cái con đường tu tập theo cái trình độ của Phạm Thiên à, thì ngài nghe như vậy xong ngài quyết định từ bỏ cái ngai cái ngôi vị quốc sư 7 nước để mà đi xuất gia, và vua tướng của 7 nước cũng đi tu theo ngài, và sau đó thì thầy trò đó đều cùng tu tập thiền định với đề mục là 4 vô lượng tâm. Thì dĩ nhiên trong số đó những người mà thượng căn thì cũng cùng đắc chứng thiền định như là Bồ Tát Mahagovinda, còn những người kém hơn thì cũng được sanh về các cõi dục thiên nha.
Thì chốt lại câu chuyện, kết thúc câu chuyện, thì Đức Phật Ngài dạy rằng thời xưa khi còn Bồ Tát thì Ngài chỉ có thể dạy cho người ta tu tập thiền Samatha, để mà tối đa là về phẩm thiên và tối thiểu là về các cõi dục thiên. Riêng nay thì với cái trí tuệ của một vị chánh đẳng giác thì Ngài có thể dạy cho người ta chứng được quả vị La Hán hoặc là quả vị Dự Lưu, giải thoát sanh tử, chứ không có phải chỉ quẩn quanh trong các cái cõi phạm thiên và dục thiên. Rồi xong, bây giờ đã là 4 giờ đúng, bây giờ mình học khẩn cấp ha. Khẩn cấp thì bữa nay kinh cuối mà, nay kinh cuối, không có, nay là ngày cuối, để tôi về bên kia mình mới học tiếp nha. Bây giờ mình không học được cũng buồn. Rồi bây giờ kinh đại hội, kinh đại hội: trong đời các đức Phật sống lâu thì có 3 kỳ đại hội thiên chúng, riêng Phật Gautama chỉ có 1 lần thôi. Đó. Cái duyên sự bài kinh này là thế này: các vị còn nghe không? Alo. Bồ Tát Tất Đạt, Bồ Tát Tất Đạt có quê ngoại là Đi Va Đà Hát. Quê ngoại, quê nội là Kapila, quách thú của dòng Sắc Gia. Ranh giới của hai bên nội ngoại là dòng sông Rohini, nơi sau nơi 120 năm sau ngày A Nan viên tịch. Đó thì là cái ngày cái rình, tại vì ngày A Nan với Bồ Tát Tất Đạt là sanh chung một ngày ha, thì cái ranh giới nội ngoại là dòng sông Rohini. Thì có một cái mùa nắng năm đó, mùa hè đỏ lửa ha, nước coi như là nước ở mấy cái kinh rạch sông ngồi coi như là cả hai bên nội ngoại nó cạn sạch, nó chỉ còn lại có con sông này thôi. Mà xã hội Ấn Độ thời xưa là dĩ nhiên chúng ta biết là xã hội nông nghiệp, trồng trọt chăn nuôi thảy đều nhờ nước. Mà bây giờ như vậy đó thì nó cũng khó cho người ta quá đi, cho nên hai bên mới cùng nhau khai thác cái dòng nước hiếm hoi còn sót lại trên cái con sông Rohini. Mà nó khổ một nỗi, nếu mà trên thượng dưới hòa ha, rồi mỗi người nhường nhau một tí thì nó ok, còn đằng này mỗi bên lấn một chút, bên này lỡ xài cái gào múc hay lớn, bên kia múc hơi nhanh là bên đây cũng giận, mà bên đây xài cái gào hơi bự thì bên kia cũng không có chịu. Mà cuối cùng vì cái con sông này nè, mà cả hai bên á, lúc đầu thì lời qua tiếng lại, sau cùng thì họ giang binh ra, coi như là đánh luôn, đánh luôn, bên nội đánh bên ngoại. Thì lúc đó Đức Thế Tôn Ngài biết chuyện đó, cho nên Ngài mới xuất hiện, Ngài xuất hiện và Ngài thuyết một thuyết pháp để giảng hòa hai bên. Đó. Alo, các vị còn nghe không? Ngài đi xuất hiện, Ngài thuyết pháp mà giảng hòa hai bên, hai bên nể Ngài lắm, cho nên họ mới là tay bắt mặt mình, mừng xin lỗi nhau, là cái như hứa hẹn sống hòa hợp, không để Thế Tôn phải đến đây một như vậy một lần nữa. Thì mai này bà con mà coi như là có coi tranh vẽ về cũng đời Đức Phật á, bà con có thể sẽ thấy một cái bức tranh mà Đức Phật Ngài dùng thần thông Ngài đứng trên hư không, đứng trên một dòng sông, mà phía đứng Ngài đứng phía trên một dòng sông, bên dưới Ngài là nước. Ngài đứng trên hư không rồi hai bên đó là hai cái đoàn quân nó dàn ra là bắt đầu giống như là nghênh chiến đó,
Thì đó là chính là nói về cái câu chuyện này đây. Thì sau khi mà cái chuyện nó qua rồi đó, thì hai bên nội ngoại mới bàn với nhau, nói rằng Thế Tôn là cái bậc gọi là thiên nhân sư, mà vì cái chuyện mà hai bên họ tộc mà cãi nhau thế này mà làm kinh động, làm phiền đến Ngài, thì chúng ta lỗi lầm quá lớn. Thôi thì chúng ta sám hối, mà sám hối miệng thì cái bộ không xong. Bởi vì người như Ngài mà mình lại mình sám hối mà kiểu mà sung sung thì cái bộ không có phải phép. Thôi thì bây giờ mình mà bên nội bên ngoại mỗi bên cử 250 thanh niên đi xuất gia gieo duyên, thì coi như tu sơ sơ vài tháng giống như xin lỗi vậy đó. Giống như Việt Nam mình hồi xưa mà ở trong nhà có cái chuyện gì nan giải cái khấn, khấn cái chuyện này xong xin cạo đầu ăn chay ăn tháng điều gì đó, thì ở đây cũng vậy. Thì giờ hai bên mỗi bên cử 250 thanh niên đi xuất gia gieo duyên thông, xong nữa bữa về nha, không có đâu sợ, không ai bắt đi tu luôn đâu, ép dầu ép mở ai nữa ép đi tu. Thì họ tính đi tu có 500 người đi tượng trưng để giống như xin lỗi vậy đó. Ai ngờ 500 vị này đến vừa gặp Phật thuyết pháp, ngày ngày độ cho xuất gia xong rồi ngày thuyết pháp coi như là không ai gì hết ở trên đất A La Hán hết. Thì ngài mới đưa 500 vị này lên trên núi Hy Mã Lạp Sơn. Thì lúc đó, lúc nó chư thiên đó, chư thiên cái này là do cái nhân duyên nó tới cái lúc chứ không ai sắp xếp hết nha, không bao giờ có sự sắp xếp. Mà lúc đó đêm đó trên đỉnh núi Thế Tôn ngồi, mà chung quanh ngài đó là 500 vị La Hán. Thì các vị thử tưởng tượng cái hình ảnh nó đẹp cỡ nào. Thì có một số vị trong núi đó họ mới bu quanh lại để họ lễ bái hay chiêm ngưỡng. Mà trong chú giải nói đó là những cái vị trời mà có cái tính tâm đối với Thế Tôn, họ cũng vẫn để ý Thế Tôn đang ở đâu. Thì bữa đó họ nhìn thấy Thế Tôn đang ở trên núi với 500 vị La Hán, họ thích quá, họ mới rủ nhau tới đảnh lễ. Mà ai ngờ đâu là cái một rủ 10 mà 10 rủ 100. Mà cứ như vậy tổng cộng là các vị dò trong chánh kinh, các vị thấy coi như là không, chánh kinh nói không có nhiều, mà trong chú giải, trong chú giải nói là trong 10.000 vũ trụ kéo nhau về, mà coi như gồm các chủng loại, cao nhất là Phạm Thiên, mà thấp nhất là coi như là từ là Tha Hóa, Tự Tại Hóa, Lạc Thiên, Dạ Ma, Đấu Sức, Đao Lợi, Tứ Thiên Vương. Mà đặc biệt Tứ Thiên Vương này cõi càng thấp thì cái hội chúng là càng rối. Nào là Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Long Vương, Cu Bàn Trà, mà mỗi khi đó thì cái loài mà coi như kim sĩ điểu đó là nó khoái ăn thịt, nó ăn rồng lắm, rồng rất là sợ mà rất là ghét kim sĩ điểu, là một loại đại bàng lớn. Một lần nó bay là nó che khuất một vùng vậy đó. Cho nên kim sĩ điểu rất thích rồng, mà rồng rất ghét và rất sợ kim sĩ điểu. Ấy vậy mà hôm nay khi mà thiên chúng mười phương hội về trên đỉnh núi Hy Mã để mà lễ Phật thì coi như là kim sĩ điểu và Long Vương đứng chen nhau để mà lễ Phật và nghe pháp, đông lắm. Thì hồi nãy chúng tôi đã có nói rồi, chỉ riêng những cái vị mà chứng quả La Hán đã là 1 tỷ. Trong đó có nói rõ là Sô Ta Bát Ta Đi Ni, hả, đi Sô Ta Bát Ta Đi Ý, Sô Ta Bát Ta Đi Hí Tát Tăng, Bát Ta Năng Gá Na 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 Thí. Có nghĩa là những cái vị mà chứng các tầng thánh hữu học thì Gá Na 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 Thí là không có kể sao cho xiết, tức là không có số nào để mà đếm đông như vậy. Chỉ riêng cái số mà chứng quả La Hán là 1 tỷ. Cô Tí Sa Ta Sa Hát Sát, đông lắm. Thì có những vị mà coi như phước về đó, thì coi như những vị phước kém đó, họ lùi ra một chút, mà lùi riết rồi nó qua tới đảo Tích Lan luôn, nó đông như vậy. Coi như nó đông hơn cái này là Linh Sơn Hội Thượng nữa. Cái Linh Sơn Hội Thượng là không có bằng cái này rồi đó nha. Thì coi như đó là lúc đó chư Đức Phật ngài quan sát ngài thấy như vậy đó, thì đồng thời đó ác ma thiên tử đó, mấy cái ông thầy của tôi là chuyên môn, lúc nào ông cũng rành, ông rình Đức Phật hết, ông rình. Thì trong một cái chuyện mà nó lớn như là một cái đại sự kiện, một cái great event như vậy, làm sao mà ổng không xuống được, ổng biết liền.
Chẳng biết bữa nay là cái số người đến nghe pháp đông quá, mà cái bữa nay thế nào cái số đất cũng đông, mà cái chuyện đó là mình chuyện mình chịu không có nổi, mình phải xuống mình phá. Thì thế là ông đem xuống là nguyên một cái lực lượng chính quy để mà ông phá rối. Phá rối tức là ông tạo ra những âm thanh hình ảnh thấy ghê, để mà làm mọi người ai sợ được thì sợ, ai phiền thì cứ phiền, miễn sao mà phỉ phân tâm chia trí đừng nghe pháp, nhớ nha. Thì lúc đó Đức Phật ngài nhìn, lập tức nhìn thấy. Và ngài đặc biệt chỗ này, khi chỉ phá riêng ngài thì ngài không có phản ứng, nhưng mà ngài biết hôm nay là đại chúng về nghe pháp và cái số người đắc quả sẽ rất là đông, không thể để cho ác ma phá được. Cho nên Đức Thế Tôn không có làm chuyện gì đặc biệt ngoài ra một câu chú nguyện nhỏ xíu mà nội dung cực kỳ đơn giản. Ngài chỉ chú nguyện một câu ngắn, không thể ngắn hơn, là đừng có ai trong cái hội chúng pháp thọ pháp hội này nghe thấy sự có mặt của ác ma và bình tướng. Một câu đó thôi, đừng ai, đừng có ai trong pháp hội này thấy hay nghe biết gì về cái sự có mặt của ác ma và bình tướng. Ngài chú nguyện như vậy xong rồi thì trong chánh kinh có nói thế này, là khi mà ngài thấy như vậy thì ngài có nhắc nhở là các vị tỳ kheo phải chánh niệm, nhưng mà thật ra đó thì ngài nói như vậy để cho chư thiên nghe, chứ chung quanh ngài toàn nó vị a la hán không còn cái gì đến đâu mà nhắc. Nhắc thì nhắc trên cái kiểu mà thủ tục hành chánh vậy thôi, nhưng mà ngài chú nguyện là đừng ai thấy nghe gì cái sự có mặt của ác ma thiên tử và bình tướng. Cho nên đó là cái này chú giải nha, chứ còn chánh tạng không có nói cái này. Thì coi như nó là ác ma với là các binh tướng hò hét rồi làm này hô mưa gọi gió phun lửa phun khói, mà sao sao ngạc nhiên sao mấy người kia cứ ngồi trên trơ mà cặp mắt thì hướng về Đức Phật, cảm nhìn hướng về Đức Phật, mà coi như họ hoàn toàn thư thái, họ không biết gì hết. Bây giờ mình lại mình khều, mình móc, mình ngắt, mình nhéo, mà sao họ cũng tính bơ không biết gì hết, là cứ hồn nhiên họ ngồi như vậy. Đó, cái điểm đặc biệt là chỗ đó Đức Tôn đã chú nguyện rồi, là đừng ai trong cái hội chúng này biết gì, thấy gì, nghe gì cái sự có mặt của ác ma thiên tử và binh tướng. Chỉ một câu đó thôi nha. Thì coi như ác ma thiên tử và các đệ tử là coi như hò hét rồi tới đâm chọt ngắt nhéo, leo trèo rồi kéo rồi giật rồi xô rồi đẩy, mà sao hoàn toàn không biết gì hết, nó hoàn toàn không biết gì hết. Nhờ vậy cho nên pháp hội đã diễn ra trong một cái sự là tịch mặc, yên tĩnh tuyệt. Bởi vì có ai thấy gì đâu, không tiện nói. Đấy. Và trong chú giải mới nói là tùy vào cái sở thích, tùy vào cái duyên nghiệp của thiên chúng, mà mỗi vị đi về gọi là phó hội, phó hội với một cái hình thức, màu sắc khác nhau. Có những nhóm thì coi như màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu hồng, màu vàng chanh, màu hồng phấn, màu mỡ gà, màu đọt chuối. Coi như cái đêm đó nếu mà có camera quay được thì nó đẹp lộng lẫy luôn, là bởi vì tùy sở thích, tùy phước báo, tùy duyên nghiệp mà mỗi vị về với một cái hình dáng ngoại diện và cái hào quang của cái màu sắc khác nhau rất là đặc biệt. Và lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngày mới dùng cái Phật trí, ngày mới suy nghĩ thế này: đêm nay đại chúng về đông quá, chắc chắn là không thể một thời pháp mà đáp ứng được cái nhu cầu tâm linh của mọi người rồi. Thì ngài sẽ thấy chúng sanh có vô số, nhưng căn cơ sở tánh gom gọn chỉ có 6 món thôi. Dục tánh là những cái đứa muốn nhiều, nộ tánh là nóng, tánh hay nóng, dục tánh là hay tham, rồi nộ tánh là hay nóng, độn tánh là si khờ, mà tầm tánh á, đảng tánh á thì lăng xăng, mà mộ tánh á thì nhiều niềm tin, rồi còn ngộ tánh á thì sáng suốt thông minh mau hiểu. Thì bây giờ á là đêm nay là 6 hạng này có đủ á, bây giờ phải làm sao? Nên thuyết là đọc giảng hay là song thoại? Đọc giảng một mình ngày hay là song thoại? Thì ngài thấy rằng đọc giảng một mình ngày nói thì cái hiệu quả ít hơn, bởi vì cái hình thức nó có thể làm cho họ không có chú ý, họ không có thích lắm. Mà ngài biết rõ bây giờ họ được nghe pháp trong hình thức vấn đáp thì họ sẽ thích ghê lắm. Nhưng mà ai sẽ là cái người đối đáp với ngài thì ngài sẽ thấy rằng hiện giờ khi mà chánh đẳng giác có mặt thì không bao giờ có độc giác ra đời. Mà nếu có độc giác ra đời thì độc giác cũng không phải là cái người đối thoại với ngài.
Mà nếu độc giác không phải là người đối thoại thì làm sao mà hai vị thượng thủ là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Liên mà có thể. Cho nên cuối cùng thì ngài quyết định là ngài tạo ra một cái vị hóa Phật tiếng Pali là Nimittabuddha. Nimitta hóa Phật. Thì trong chú giải có nói rõ thế này, Đức Thế Tôn mới dùng cái Phật trí ngài soi rồi ngài thấy rằng trong 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ, 1.000 tỷ vũ trụ chung quanh, ngài không thấy có một vị Phật nào hết. Nhớ nha, ngài không thấy. Cho nên ngài mới nghĩ rằng phải tạo ra một vị hóa Phật. Cái này là trong chú giải ghi như vậy nha. Tạo ra một vị hóa Phật, tức là ngài nhìn tới hàng ngàn tỷ vũ trụ, ngài không thấy có vị nào hết. Ở đây không có nói là ngoài ra nữa có hay không, nhưng mà xa quá như vậy là đủ rồi. Cái khoảng cách như vậy đủ để ngài làm việc rồi nha. Chứ trong kinh không có nói thêm, chứ đừng có tự mà vẽ thêm là có hay không, có nó tôi không chịu trách nhiệm nha. Nhưng mà mình phải hiểu ngầm là ngài thấy cái khoảng rộng như vậy là không có Phật nào hết, như vậy có nghĩa là đủ để ngài làm việc. Tại vì các vị không có thể nào trong một cái khoảng không như vậy mà giống như là cùng một lúc xuất hiện như vậy là sẽ là gây cái hoang mang cho nhân thiên nha. Nhưng mà bây giờ cái khoảng trống này không có ai hết. Thì ngài mới hóa rồi vị giống như ngài xuất hiện từ ở trên hư không và từ từ bước xuống. Và trong chú giải có ghi một cái câu rất là hay, mà đây cũng là đáp là một phần nào cái thắc mắc của tôi. Thắc mắc nó hơi kỳ. Tôi nghĩ trong bụng thôi, trên trời xưa giờ tôi nghĩ là chư Phật mà nghĩ về nhau á là như thế nào ha. Tôi có từng nghĩ cái đó. Chư Phật mà nghĩ về nhau, vì ví dụ như mình á, trong cái thế giới của người phàm mình á, ông bác sĩ 40 tuổi mà nghĩ về ông bác sĩ 60 tuổi thì xem là tiền bối. Nhưng mà chư Phật với nhau là chư Phật đời sau mà nghĩ về chư Phật đời trước, có biết người ta bằng mình 100%, nhưng mà cái cảm giác cảm xúc ra sao, có coi là tiền bối hay không. Thì trong chú giải có giải thích thế này, chư Phật tôn trọng nhau là vì kính pháp. Giống như trong đời Đức Phật chỉ có một người duy nhất mà ngài tiễn ra cả cửa, đó là ngài Xá Lợi Phất, và chỉ tiễn một lần đó khi ngài Xá Lợi Phất về lễ Phật để mà viên tịch nha. Kính pháp chứ phải kính người. Thì trong chú giải ghi rõ là khi mà cái vị hóa Phật nó xuất hiện thì Avanitoa, có nghĩa là vị đó không có chào lễ Đức Phật. Nhớ nha, không có chào lễ Đức Phật. Có nghĩa là giống như hai vị bằng nhau mà bằng tuyệt đối á, chứ không phải là bằng tương đối mà bằng tuyệt đối luôn. Đấy. Bằng tuyệt đối, các vị chờ cho một chút rồi thôi. Coi như các vị có duyên là biến kiếm quả này. Bây giờ tôi dạng bằng có để coi có các vị hên, coi như là các vị hên đi. Có đây. Coi như là hên. Mà cũng chưa chắc là hên, nó dài quá dài, bây giờ khổ thiệt chứ. Giờ đi kiếm cho chết luôn. Nằm đọc mình thì sướng thiệt á. Mà bây giờ đi kiếm như người ta thì mình ngán quá. Kỳ nha, mới thấy hồi trưa nè. Nhìn giống như cái rừng nha, mà làm sao tìm ra trời. Tức là trong đây ghi rõ đó là cái vị đó không có lễ Phật. Tôi còn nhớ chữ Pali là Avanitoa, là không có lễ bái gì hết, là vị này mới ngồi xuống bên cạnh á, trên một cái chỗ ngồi giống y như là cái chỗ ngồi của Đức Phật mình vậy đó. Rồi bắt đầu vị này mới hỏi, vị kia mới trả lời. Thì tôi nhớ cái phần đó tôi đã giảng rồi. Dạ rồi.
cái gì Nimitta Buddho Avalokiteshvara đó, các vị tìm gì mới đó đi, cái khi qua đó Avalokiteshvara mà nó nằm trong cái chú giải của kinh này mới ghê chứ, kỳ lạ thiệt. À, thôi bây giờ nói thêm nữa thì mất công hoặc mất thời gian đó nè. Đây thấy rồi để tên đúng rồi, thấy rồi. Bây giờ làm sao, hay quá trời ơi, giọt mưa hay quá trời ơi, trúng ấp thả lúc bây giờ ha, and then lúc bây giờ tắt sanh đi quá sằng khát á, cái chữ sằng khát đây phải là chữ tăng nha, cái sằng khát này phải chữ tăng mà là thiên chúng, đi quá sằng khát là thiên chúng. Thế tát sa đi nó sần cát sa nó sần tát gì ngay trong cái ánh nhìn, ngay trong cái ánh nhìn, ngay trong cái lúc mà mọi người đang há hốc mồm để mà mở to con mắt ra mà nhìn á ha, trong lúc mà thiên chúng đang mà chăm mà nhìn á, thì Nimittabuddho đó là lúc đó vị hóa Phật Akantua đi đến đó, Sapalang Avalokiteshvara quá, không có chào không có lễ gì Đức Thế Tôn hết, đó Sapalang là thập lực ha, mà sammukkhatthani samma sammankattava ma viti asani nisi thì đã ngồi xuống trên cái chỗ ngồi đó được tạo ra ở ngay phía trước, sammukkhatthani là ngay phía trước Đức Phật mình á, mà samma samman là cái chỗ ngồi nó y chang, tiếng Bali là samma ha, mà tiếng Anh là same, nhớ nha, hay chỗ đó nghĩa là giống nhau, samma samman nghĩa là giống nhau, xem sẵn mà nào thì học thêm chữ nữa, Bali là sắm mát, còn bên tiếng Anh là xem rồi, thì nó đặc biệt như vậy. Còn ở trên, nó trên nó còn cái đoạn ở trên nữa, trên nó còn có cái đoạn nào đó nè ta, cái vị dò, cái cô này giỏi nè, cái cô giọng mưa nè, cái cô này đặc biệt á, cái bà này nói cầu cho bà sống 100 tuổi cho bà chết sớm mà uống ghê, để coi có một cái chỗ mà gọi là lấy giùm tôi cái đoạn mà e văn sắp bách thế hả, ấp bách thế ta nhà nù phát cầu ba, tức là Đức Thế Tôn á, Đức Thế Tôn ngài mới là với cái trí gọi là trí vô ngại, ấp bách thế ta nhà nù với trí vô ngại đó, ngài mới quan sát trong chư thiên ai là người hữu duyên để mà ngài độ, thì lúc đó thì ngài mới thấy rằng là ngài mới quan sát đến gọi là 6 cái cơ tánh của chúng sinh, ngài mới ngài quan sát. Rồi xuống một đoạn nữa giùm đi, xuống một đoạn nữa, lấy thêm đoạn nữa đi. Alo, lấy đoạn tiếp theo, cái đoạn mà dính liền ấy, lấy giùm đoạn dính liền giùm cho tôi. Dạ rồi, hay quá. Athasa e tabaho si, Athasa là thế rồi, Asa là của ngài đó, Asa e tabaho si. Đây là một cái idiom của tiếng Anh, của tiếng Pali, là lúc bây giờ Athas Etrahosi, lúc bây giờ ngài đã suy nghĩ rằng Ma Di So rất là giống như ta hả, Ma Di So Buddho gì là Sakuneya Athipanakatati Anyu Buddho Ti Ananta Su Lo Katha Tu Su Ananta Nhanan Pattaritva O Lo Kanto Pattaritva là Pattaritva, ngài trải Ananta Nhanan, là lúc bây giờ ngài mới trải cái Phật trí ngài ra, anh năm ta xuống lô cả tha tu xuống trong vô lượng vũ trụ mà để làm chi, Ma Di So Buddho về quá sắc của này có một vị Phật nào khác giống như ta hay không, giống như vậy hay không, ấp thế ấp thí và nát cách là chỉ có ở một nơi nào khác mà cũng có một vị Phật giống như ta hay không, thì ngài anh nói cho cái danh chi, nhưng mà anh nhân bút thăng nó ách tà xá, nhưng không hề thấy vị nào khác, nhớ nha cái chỗ này, để tôi copy cái chỗ này mới được, nhưng mà không hề thấy vị nào khác, chứ không thôi bà con không có biết cái này đầu độ, mình mới bèn copy cái này mình mới khiêng xuống đây đó, đây đó chỗ đó nha. Thế là ngài mới bắt đầu, ngài mới giảng tất cả là 6 kinh cho 6 cơ tánh. Bây giờ lấy dùm cái đoạn này, e văn sắp bát thái dùm đi,
cái đoạn lấy dùm cái đó là công đức vô lượng mà mình ngưng luôn cái mình giảng tới đây mình như là giỏi rồi. Cái chỗ mà phía trên á, cái phía trên á, cái phía trên cái Atthas Evada hồ xí á, phía trước, phía đoạn trước cái đoạn này nha. Đợi, 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 đợi. À, đây đây có rồi, 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 có rồi. Ôi đây hay quá hay. Được rồi, được rồi, được rồi, không cần nữa nha, không cần nữa. Rồi xong rồi. Hay. Ai trong room này mà có nhu cầu á ha, là lấy cái đoạn này là xong. À, cái lấy một khúc đó thôi. Đó, lành. Với cái hạng chư thiên mà dục tánh á, thì ngài thuyết kinh Sam, kinh chánh xuất gia đó, kinh Sam Ma, kinh Sam Ma và chấm đi. Cái hạng mà nộ tánh đó là tánh sân á, thì kinh kinh Kala, Kalaha à chấm. Cái hạng mà độn tánh á, thì kinh Mahapyu. Cái hạng đảng tánh á, thì ngài giảng cái kinh Chulapyu á, Chulapyu. Còn cái hạng mộ tánh ha, thì ngài giảng kinh giảng kinh Tu Quách Tát. Rồi cái hạng ngộ tánh á, ngộ tánh á, thì kinh Pu Ra Phê đó, Pu Ra Phê Phê đó, nhớ nha. Thì tổng cộng gọi là lục đại chân kinh. À, sáu cái bài này rất là quan trọng, quan trọng dữ lắm mà. À, xin xem trong Sutta Nipata ha, bản tiếng Việt là kinh tập ha, tìm trong mục lục đó. Còn nếu mà tìm không ra đó thì không tốt hơn hết đó, thì để tôi về Mỹ đi ha. Tôi về Mỹ là nếu mà bà con có nhu cầu mà quay trở lại thì tôi sẽ quay trở lại kinh này nha. Nếu mà con có nhu cầu thì tôi quay trở lại lục đại chân kinh. Bởi vì các vị phải biết một chuyện, đó là cũng là tôi, cũng là chúng tôi, cũng là bài kinh đó, nhưng mà khi giảng cũng là chúng tôi, cũng là kinh đó, cũng là căn cứ vào chú giải. Nhưng mà nếu mà cũng, nhưng mà nếu mà chúng tôi giảng, các vị nghe bài giảng của chúng tôi đó là tháng trước và tháng sau là nó đã không có giống nhau. Chắc chắn nó không có mâu thuẫn, nhưng mà nó cái sâu với cái rộng và cái cảm hứng nó sẽ khác đi. Cho nên nếu mà hôm nay chúng tôi mà giảng lại cái lục đại chân kinh đó, thì có lẽ đó là chúng tôi không có dò ra từng chữ như kỳ trước nha. Kỳ trước tôi làm biến lắm, kỳ trước xuyên bây giờ làm biến lắm. Nhưng mà cái nội dung tổng quát thì tôi tin rằng nó sẽ khác đi, nó dễ nghe hơn, nó mềm hơn, nó dễ nuốt, dễ nhai hơn. Ok, dễ mềm, dễ nuốt, dễ nhai, dễ tiêu hóa. Thì đại khái là kinh đại hội là như vậy. Chư Phật mà sống lâu á thì trong đời có ba lần đại hội chư thiên, ba lần đại hội thánh tăng. Nhưng mà riêng Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thì ngài thọ ít, ngài thọ chỉ có 80, tức là chỉ có 45 năm trụ thế. Cho nên là ngài trong đời ngài chỉ có một lần đại hội thánh tăng và một lần đại hội thiên chúng mười phương nha. Thì riêng ở trong cái lần đại hội thiên chúng này, chúng tôi đã nói rõ cái duyên sự rồi nha. Thì hai họ gây gỗ nhau và dẫn đến xích dẫn đến chiến tranh, sau đó sám hối ngài bằng cách là cử người đi xuất gia và điều chứng quả La Hán. Rồi từ cái sự mà hợp mặt của 500 vị La Hán này với Thế Tôn trên núi,
đã dẫn đến cái sự tụ hội của thiên chúng trong 10.000 vũ trụ về để mà hầu pháp nha. Thì trong cái pháp hội này đó là Thế Tôn đã chọn hình thức thuyết giảng là song thoại vấn đáp, có nghĩa là Ngài tạo ra một cái hình thức, một cái vị Phật khác giống y hệt như Ngài trong chú giải, nó y hệt như Ngài, nhìn không biết vị nào là vị nào hết. Không biết là vị nào là vị Phật Gautama mọi người khi mình biết, và vị nào là cái vị hóa Phật do Ngài mới tạo ra, họ không phân biệt được nha. Thì cái vị hóa Phật nó hỏi Thế Tôn những cái câu hỏi này nọ, mà hỏi này nọ là sao, tức là hỏi về nội dung của từng bài kinh một. Hỏi thì không có nhắc tới kinh, nhưng mà cái câu trả lời của Đức Phật á, thì Ngài mỗi câu trả lời được các vị kiết tập sư về sau họ đặt cho một cái tên. Thì mỗi một câu hỏi thì có một cái lời đáp, thì mỗi lời đáp như vậy đó thích hợp cho một cái hạng, cho một cái kiểu tâm lý, một cái kiểu tâm lý đang có mặt ở trong cái thiền chúng đó. Tức là những vị mà nặng về tham thì họ có bài kinh để họ nghe đắc quả, những vị nặng về sân thì họ sẽ có bài kinh thích hợp với họ. Tổng cộng là 6 cái cơ tánh, thì có được 6 bài kinh được thuyết giảng trong hình thức song thoại vấn đáp. Thì giảng xong thì chỉ riêng cái phần mà những vị chứng quả la hán thì trong kinh nói rõ là 1 tỷ, còn cái số còn lại không sao đếm xiết. Và ác ma thiên tử có xuống quấy rối trong cái pháp hội này, và đã được Thế Tôn Ngài vô hiệu hóa bằng một lời chú nguyện là mong sao từng người ở đây đừng biết, đừng thấy, đừng nghe gì về sự có mặt của ác ma thiên tử. Và nhờ vậy pháp hội đã diễn ra vô cùng là yên tĩnh. Đấy. Ok, chúc các vị một ngày vui, và chúng ta có được nguyên một cái tuần lễ ở không, người không giảng, kẻ không nghe, rất là sung sướng. Chúc các vị một ngày vui và sẽ hẹn gặp nhau trong tối thiểu 10 ngày nữa.